Rồi, thôi mình tiếp tục nha các bạn. Rồi. I have just finished a poll of rice and a poll of soup. So after I finished the class with all of you here, so I will continue for my supper. Lunch is in the afternoon and supper is at night, right? Okay. Rồi. Mình mới ăn một bowl of rice là một chén cơm với một bowl of soup đó là một chén canh các bạn. Tí nữa xong lớp thì mình sẽ ăn tiếp ha. Rồi. Mình ở nãy giờ mình nói về phân loại điều hành thì mình nói có ba loại ha. Loại về theo lô nè, theo lô đa chương nè. Đó là sắp xếp sao để mà tận dụng CPU tối đa, và sau đó là cái đa chương nó rõ ràng hơn bằng bằng cái khái niệm là chia sẻ về miền thời gian luôn ha. Rồi. Tức là chỉ cần một ít lỗi CPU thôi nhưng mà mình có thể làm được nhiều nhiều task ha, thì đó là tận dụng vào cái tốc độ CPU để cái quá trình mà chuyển đổi qua lại giữa các task á, mình không thấy được cái sự delay ha, cái sự delay thì những cái dòng vi điều khiển sau này nó càng khỏe, dòng vi xử lý á, mấy cái máy tính mà càng sạch khỏe thì các bạn sẽ thấy cái độ mượt á, của cái máy tính các bạn nó sẽ càng cao hơn đó. Rồi cái hệ thống song song á, cái hệ thống song song á thì rất là rõ ràng thôi, song song tức là nó có nhiều lõi CPU ha. Song song ở đây tức là có nhiều lõi CPU thì các bạn sẽ thấy là, để mình copy thêm một cái hình nữa ở bên cái lớp tiếng Anh qua cho các bạn dễ hiểu hơn ở cái chỗ hệ thống song song đây. Cái kỳ trước thầy cho các nhóm báo cáo mà nên thầy chưa có soạn slide nó ok các bạn, nên bắt đầu cái kỳ này mới soạn lại nên có nhiều cái problem lắm, các bạn thông cảm ha, nhưng mà vẫn đảm bảo là làm sao các bạn hiểu rõ nhất cái vấn đề ha. Rồi. Thì cái hệ thống song song á thì nó sẽ có nhiều nhân ha, hệ thống nó sẽ có nhiều cái lỗi CPU ha, và nó có thể chạy nhiều cái tiến trình đúng nghĩa gọi là song song luôn, đúng nghĩa gọi là song song luôn, parallel, in parallel là song song ha, cùng lúc. Tức các bạn nhìn cái hệ thống nào gọi là song song á, các bạn nhìn tại một thời điểm nè, nó có tới ba cái chương trình cùng lúc chạy được luôn đó. Thì ở đây mình lấy một cái ví dụ các bạn dễ hiểu là ví dụ hệ thống mình có bốn nhân ha, mà mình cần chạy ba chương trình thì có khi đó sẽ có một nhân nó rảnh các bạn, nó nghỉ ngơi. Rồi ba cái core đó nó sẽ chạy được ba cái chương trình song song cùng lúc luôn ha. Đó, thằng nào xong trước thì xong, thằng nào xong chạy thì xong, vậy thôi đó. Một số tình huống á thì cái core còn rảnh á, nó có thể là chia cái một cái công việc này nè, thì nó thấy trong cái công việc này có thể chia ra để hai người làm cùng lúc được ha, thì khi đó nó lại tận dụng cái core này để nó có thể là xử lý được cái task này ở cái giai đoạn nó cùng lúc, và sau đó nó combine cái code đó lại ha, cái kết quả lại để cái tăng cái tốc độ được nhanh hơn đó, thì cái đó là cái vấn đề về combine. Rồi. Ủa sao mình để nhầm chỗ rồi đây. Rồi. Thì ở đây thì mình lấy một cái ví dụ khác cho các bạn là song song ha, thì ví dụ khác thì ví dụ như CPU mình có hai nhân thôi nhưng mà có ba task, ba nhiệm vụ thì sao, thì mình để một lõi chạy một task đi đó, thằng nào task nào ưu tiên hơn mình cho nó chạy đi, còn cái task còn lại, cái core còn lại á, mình sẽ chia sẻ cho hai cái task ở dưới đây, các bạn thấy không đó, thì hai task dưới đây nó sẽ chạy theo cái cơ chế là time sharing, tức là chia sẻ về thời gian, còn cái thằng ở trên đây thì nó sẽ chạy theo kiểu là song song ha, song song với cái đám còn lại ha, tức là có hai core thì sẽ có luôn luôn sẽ có hai cái luồng chạy song song với nhau ha, còn nhưng mà cái luồng dưới này nó sẽ là xen kẽ dít chắc ha, nhưng mà tại một thời điểm các bạn cứ nhìn đi, ví dụ thời điểm này đi thì sẽ có luôn luôn là có hai nhân mà, thì sẽ có hai thằng cùng chạy một lúc được, thằng này cùng lúc đó, hoặc thời điểm này thì thằng này cùng hai cùng một lúc ha. Thì đây là một cái mô hình mà của cái hệ điều hành ngày nay luôn ha, hệ điều hành hiện đại ngày nay luôn, tức là hệ điều hành mình nó sẽ có ít lỗi nhưng mà cần nhiều thực thi nhiều cái tiến trình, có ít lỗi nhưng mà thực thi nhiều cái tiến trình cần phải thực thi ha, dẫn tới là một cái core nó phải chạy nhiều cái tiến trình ha. Ở đây mình mô phỏng mình thấy có hai cái thôi chứ thực ra một core nó chạy tới mấy chục cái tiến trình lận ha, rồi những cái core khác cũng vậy ha, nó chạy mấy chục cái lận đó. Thì nó sẽ kết hợp cả vấn đề về song song lẫn vấn đề về xen kẽ và miền thời gian ha, là những cái hệ điều hành hiện đại ngày nay. Rồi tiếp theo là về hệ thống phân tán ha,
thì cái hệ thống phân tán thì các bạn nhìn vô cái hình là các bạn thấy được liền rồi đó. Cái hệ thống phân tán đó là cái hệ thống mà các bạn sẽ thấy là có nhiều cái hệ thống nhỏ ha, có nhiều cái hệ thống nhỏ nó chạy độc lập luôn các bạn, giống như là những cái bo vậy đó, mình để ở những cái nơi cái hệ thống mà thu thập cảm biến đi, thu thập độ ô nhiễm môi trường ở những cái khu công nghiệp đi ha, thì mỗi cái nơi khu công nghiệp đó mình làm một cái bo để mà mình thu thập cái chạy độc lập các bạn, nó đầy đủ những cái tính chất, có thể là một cái bo vi điều khiển nhỏ nhỏ thôi, để đầy đủ tính chất thu thập và nó truyền về một cái bo trung tâm nào đó, ví dụ có một cái bo trung tâm để mà mình quản lý đi, thì tất cả mọi thứ nó truyền về cho một thằng đó. Thì một cái hệ thống mà gồm có nhiều cái hệ thống nhỏ như vậy ha, và tụi nó liên kết với nhau như vậy, thì nguyên một cái hệ thống như vậy nó gọi là hệ thống phân tán ha, một cái hệ thống phân tán đó, gồm nhiều cái bo nhỏ riêng lẻ ha, và liên kết với nhau. Thì cái cơ chế mà để liên lạc tụi nó với nhau á, thì mình có rất là nhiều cái cơ chế các bạn, những cái cơ chế này là trong IoT ha. Trong IoT thì mình sẽ dùng để mình ứng dụng cho cái mô hình của mình, dùng có dây như là RS485 hoặc là không dây như là RF, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, ZigBee, tùm lum hết, rất là nhiều ha. Thầy, RF là từ hả thầy? RF á hả? RFID phải không thầy? RFID là cái thẻ từ, RFID là thẻ từ, còn RF là sóng radio, radio gì các bạn, mấy ông nào mà học frequency là tần số, tần số của cái radio á, nó có một cái băng tần của cho cái tần số của mấy cái radio á, nó gọi là sóng RF ha, băng tần bao nhiêu đó, mấy cái đó bên truyền số liệu mình không có rành lắm các bạn, không, mình cũng biết về cơ bản về cách mã hóa này kia các kiểu thôi, chứ còn mình không có đi sâu về cái vấn đề về mã hóa cái chuỗi data khi truyền á, không có làm những cái project liên quan cái đó, nên mình không có phân tích sâu về vấn đề đó ha. Còn về cái vấn đề là mấy cái sóng này thì mình chỉ học ở cái mức là ứng dụng nó vào xây dựng những cái hệ thống IoT kiểu như vậy ha. Đây là một cái dạng gọi là các bạn có thể hình dung giống như là một cái mô hình IoT vậy các bạn ha. Nó gồm nhiều cái bo nhỏ để mà giao tiếp, để mà thực thị những cái tính năng gì đó ha. Có cái bo thì ví dụ như các bạn hình dung nguyên cái này là một cái smart city đi, thì thằng này là một cái bo mình để ở bệnh viện đó, để mình thu thập những cái dữ liệu điều khiển quản lý theo dõi từ bệnh viện. Còn cái này thì mình để ở nhà máy, cái này để đâu đâu đó ha. Rồi, này đó là tính chất hệ thống phân tán. Thì cái hệ thống phân tán thì nó có cái đặc điểm một số cái tính chất thôi, là một cái hệ thống bị hư á, thì những hệ thống khác vẫn chạy bình thường ha, chẳng qua nó không lấy ra data thôi, đó là nó bị fail một phần thôi, chứ nó không có bị ảnh hưởng cả toàn bộ hệ thống. Rồi, nó tăng được tốc độ khả năng, tốc độ xử lý, thì lý do là nó có nhiều cái dùng tài nhiều tài nguyên thì chắc chắn là tốc độ nó tăng nhanh, cái chuyện chắc chắn ha. Đó, nhưng mà sẽ tốn tiền hơn, cái gì nó cũng có cái giá nó các bạn, cuộc sống là cái gì nó cũng có cái giá nó hết. Rồi, và bù lại thì mình để ở nhiều nơi á, thì nó phù hợp cho những cái hệ thống mà cần phải thu thập nhiều loại tài nguyên khác nhau á, thì mình sẽ để những cái bo này ở những cái nơi khác nhau để mình thu thập được nhiều cái dữ liệu hơn, nhiều dữ liệu hơn ha. Đó, thì nếu mà so sánh, nếu mà phân loại hệ điều hành á, các loại hệ thống, các loại hệ điều hành đồ á, hoặc là hệ thống nói chung á, thì mình vẫn có thể phân loại theo cái sự tập trung các bạn ha. Thì có thể phân thành hai loại, một loại là những cái hệ thống phân tán ha, đó là có gồm nhiều cái phần nhỏ nằm ở rải rác, và một loại là hệ thống tập trung ha. Tập trung là tất cả những cái hệ thống còn lại ha, đó, thì cái thằng này là phân tán, còn những thằng kia là dạng tập trung hết. Rồi, nên cái việc mà mình phân chia thật ra nó chỉ mang cái tính chất là theo cái đặc tính nào mà mình muốn phân chia thôi ha. Nhưng mà nhưng mà tại sao người ta chia làm gì, để các bạn hiểu rõ hơn là nếu mà đi theo cái xu hướng này nè thì nó sẽ có những cái đặc tính gì, nếu đi theo xu hướng kia nó có những đặc tính gì, để sau này khi mà các bạn develop những cái hệ thống á, thì các bạn sẽ có những cái khái niệm trong đầu mình rồi, thì khi đó mình sẽ lựa chọn những cái gì đó đưa vào cái hệ thống mình á, cho nó được là gọi là tốt nhất ha. Nên nói chung là học những cái môn đó, tất cả các môn thầy thấy đều có ý nghĩa hết nha các bạn, để tất cả các môn đều có ý nghĩa hết ha. Nhưng mà chẳng qua là tương lai mình có dùng tới nó hay không ha, có liên quan không, chứ sau này các bạn đụng tới các bạn sẽ thấy nó có ý nghĩa liền. À, còn nếu mà không đụng tới thì các bạn quay lại, các bạn vô mấy diễn đàn các bạn kêu trời ơi các em đừng có vô cái ngành đó, học nhiều thứ tùm lum lắm, cái gì cũng học Excel hết, cuối cùng ra trường đi làm không có ứng dụng gì hết. Không, đó nói thật đó, tại vì cái góc độ của những bạn chỉ làm một cái mảng mà bắt các bạn đó học thôi, chứ không phải là các bạn làm những cái hệ thống mà nó đầy đủ tất cả các phần các bạn ha. Thì quay lại thì lại
lại như vậy ha. Gần đây, dạo gần đây mình thấy thật sự luôn á, cái diễn đàn nó giống như bây giờ, không phải cái diễn đàn mà những cái group mà xung quanh đó như một cái chợ bạn, kinh khủng khiếp luôn ha. Thật sự mà mình không hiểu tại sao nữa. Đa số ha, tất cả nói chung là bản bản chất con người á, là đa số người ta đều nhìn nhận vào những cái khuyết điểm thôi ha. Cứ những cái gì cái khuyết điểm á, thì cái tốc độ nó lan truyền nó phải cái kinh khủng các bạn. Có những cái hay của trường, những cái chia sẻ hay của trường, các bạn nhìn vô cái lượt like, lượt view đi, trời ơi, phải nói là thậm chí có những người thấy hay nhưng cũng không bao giờ like. Like để làm cái gì? Ok, hay thì vô mình coi vậy thôi đó. Đó. Nhưng mà những cái gì mà nó không hay, các bạn thấy đi, chỗ cái tốc độ nó lan truyền của nó kinh khủng khiếp các bạn. Cái này ngoài lệ nha, mình nói vui thôi, nhưng mà mình cũng không có áp đặt bất cứ ai hết. Nhưng mà với cá nhân mình đó, thì mọi thứ nó đều có nhiều mặt, có nhiều mặt, chứ không phải là cái gì nó tốt gì nó không tốt ha. Thầy nói thẳng luôn, thầy cũng có những mặt xấu các bạn, bản thân thầy cũng có những cái mặt xấu mà thầy không có show ra cho các bạn coi thôi ha. Ví dụ như tới cuối kỳ các bạn sẽ thấy những cái mặt xấu thầy nó càng ngày nó càng bộc lộ ra, đặc biệt là những cái lúc mà làm bài kiểm tra thi cử ha, thầy cực kỳ gọi là tricky luôn bạn, nghiêm khắc ha. Nhưng mà thật sự nếu mà các bạn dò lại cái sự nghiêm khắc đó với những cái quy định mà trong thi cử đó, các bạn sẽ thấy là thật ra những cái vấn đề mà thầy thể hiện cho các bạn đó, nó chỉ là những cái chuyện là rất là bình thường, cái đó rất là bình thường, tại vì đó là đúng luật ha. Nghe thầy làm đúng luật đó thì nó là như vậy ha. Nhưng mà tất nhiên cũng có những cái xấu của thầy, như là hay la mắng các bạn hay các kiểu, hay bực mình đó. Những đó là cái cảm xúc cá nhân, cái EQ của thầy nó thấp nên khả năng kiểm soát thầy nó không tốt ha. Đó thì nó cái đó là cái không tốt ha. Đó. Chia sẻ với các bạn một số cái từ việc học cho tới đời sống tới mọi thứ, thì mình nên nhìn nhận nó làm sao mà nó tốt nhất có thể ha, tốt nhất có thể, chứ không phải là như thế nào đó thì nó thì tùy cái cảm nhận mọi người thôi nha. Đó, thì cái đó là cá nhân thầy cảm nhận là như vậy ha. Rồi, ở đây có cái hình, cũng có một số cái lạ lạ mà nãy giờ không thấy ai hỏi hết á. Các bạn học, các bạn năng động lên, cái phần active á, các bạn rất là nên nên năng động lên. Có những thứ á, đừng có nghe một chiều thầy nói, các bạn nên nên nên, nên nhìn nhận cái vấn đề rõ vô ha. Tại vì mỗi buổi á, là những cái mà thầy muốn chia sẻ với bạn, những cái nội dung nó không biết các bạn thấy hay không, nhưng mà bản thân thầy á, thì nghĩ là nó sẽ tăng cái lượng kiến thức cho các bạn ha. Sau này dùng hay không thì chưa biết, nhưng mà các bạn có, các bạn cứ chia sẻ với mình đi cho nó good ha. Nó cái hình này mình có lấy trên mạng ha, nó này là sai các bạn, cái này gọi là đạo văn ha. Đó, nhưng mà thật sự mọi cái hình mà mình tự tự design lại thì thật sự cost a lot of time. Maybe in the future when I have a free time, more free time, all of the content I prepare well, after that I will spend the free time that I will redraw everything, so make it become my own document, for everyone can learn it from me. Everything I know I will share it for you. Okay. Thì đó, tương lai một thời gian mình sẽ cố gắng là vẽ lại tất cả mọi thứ ha. Ở đây có cái sự vui vui nè, thấy không? Ở đây có CPU memory thôi. Ở đây với cái disk nữa, nhưng mà ở bên đây chỉ có memory, CPU memory là đủ rồi, các bạn thấy không? Đó, các bạn không có đặt câu hỏi hả? Hay ví dụ như là một cái hệ thống đi. Ví dụ cái máy tính của mình đi ha. Thì các bạn sẽ thấy cái bộ nhớ chính. À, về cái bộ nhớ chính á, các bạn chú ý giùm thầy nha, cái nào là bộ nhớ chính, cái nào là bộ nhớ phụ. Cái này là cái kiến thức bên hệ thống nhúng, thầy nói nhanh nhanh thôi. Ở bên mấy cái một số dòng á, một số loại vi điều khiển á, vi xử lý á, thì bộ nhớ chính của nó thì chỉ có RAM thôi. Nhưng mà có một số cái hệ thống khác á, thì cái bộ nhớ chính nó sẽ có cả RAM lẫn lẫn flash ha. Flash là một loại của phát triển lên từ ROM ha, tức là cái ROM ROM và mình nói luôn là ROM và RAM đi, là đều là bộ nhớ chính hết trong một số loại hệ thống ha. Thì cái đó các bạn phải phân tích lại cái cấu trúc bên trong của cái loại loại vi điều khiển đó, các bạn mới nắm được ha. Cái đó mình sẽ phân tích ở bên cái môn hệ thống nhúng kỹ hơn. Rồi, thì đối với cái máy tính mình, ở đây mình nói cụ thể cái máy tính của mình thôi, cái laptop mình thôi, thì cái bộ nhớ chính của mình đó là RAM nha, là RAM nha các bạn, là RAM ha. Còn tất cả những cái bộ nhớ lưu trữ còn lại ha, HDD, SSD hay là thẻ nhớ hay là SD kẹt hay là disk, optical disk, cái ổ quang á, là tất cả mọi là đều bộ nhớ phụ hết nha. Thì các bạn nhìn vô này, cái hệ thống này có thể chạy độc lập được luôn nè, chỉ cần cái máy tính mình á, chỉ cần CPU và RAM thôi là nó chạy được các bạn. Tháo luôn ổ cứng chạy được không? Đó câu hỏi đặt ra. À,
các bạn tự tìm hiểu ha, thầy cho các bạn đáp án luôn. Tại cái này nó ngoài rìa cái nội dung mình học quá. Cái này là kiến thức về 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 máy tính, cái này là kiến thức về máy tính ha. Thì nó chạy được nha các bạn ha. Chỉ cần bỏ tất cả ổ cứng trên máy tính bạn, mình vẫn có thể lót được hệ điều hành và mình chạy ha. Không nói tới USB nha, USB cũng là một loại ổ cứng nha. Mình bỏ ra luôn nha, mình không cần. Đó, mình vẫn có thể lót hệ điều hành lên chạy ha. Mà các bạn biết là RAM là tắt nguồn mở lên nó mất tiêu mà, nhưng mà sao nó chạy được. Tự tìm hiểu nha. Hôm sau ai có câu trả lời thì trả lời cho thầy, thầy cộng cho 2 điểm coi như là câu trả lời quá xuất sắc nha. Ok. Tiếp theo là cái hệ thống thời gian thực. Thì cái thời gian thực là gọi là real time á, RTOS, real time operating system, là cái mà nếu mà gọi là dân điện tử á, là mình sẽ quan tâm loại loại hệ điều hành này nhất, quan tâm loại hệ điều hành này nhất nha các bạn. Rồi. Thì cái hệ thống thời gian thực nói chung hay là hệ thống cái hệ điều hành thời gian thực nói riêng, nó cụ thể ha, thì đó là cái những cái hệ thống á, mà nó phải đáp ứng được đúng cái khoảng thời gian mà mình đã đặt ra cho nó ban đầu ha. Không nhanh hơn, không chậm hơn nha. Không có nhanh hơn, không chậm hơn. Những cái đáp ứng nào mà nó nhanh hơn hay là nó chậm hơn cái thời gian mình đã đưa ra ban đầu, tức là nó là lỗi hệ thống ha. Cái real time này nó không có nói tới vấn đề là cái sự đáp ứng nó phải cực nhanh hay là cái sự đáp ứng nó cực chậm. Cái vấn đề đó mình không có bàn ở trong cái hệ thống thời gian thực. Mà đối với cái hệ thống thời gian thực á, nó nói tới là gì? Khi mà mình đã đưa ra cho nó một cái deadline, các bạn thấy không? Một cái deadline, khi mà mình có một cái tác động hay là nó cần nó phải nó đáp ứng trong cái khoảng thời gian deadline như vậy, thì nó phải đáp ứng ngay cái thời điểm đó là cái hệ thống đáp ứng tốt nhất ha. Hệ thống đáp tốt nhất có thể là mình sẽ quy ước nó là trong cái hệ thống lò phản ứng hạt nhân đi, hay là túi khí xe hơi đi, thì đó là những cái hệ thống mà mình cần cái hệ thống mà để kiểm soát cái này nè, thì phải cực kỳ real time luôn, tức là cực kỳ constraint về mặt timing luôn, tức là cực kỳ ràng buộc về mặt thời gian. Một khi mà đã setup nó là trong bao lâu cái túi khí xe hơi nó phải bung, bung sớm quá cũng không được nha các bạn, mà bung trễ quá cũng không được, nhưng mà tốc độ bung rất là nhanh. Thằng này bung nhanh nè, thằng mấy cái lò phản ứng hạt nhân các bạn biết rồi, chỉ cần một cái sự mà pha chế tỷ lệ đó nó không đạt thì nó có khả năng gây ra những cái vụ nhổ hay cái gì đó thầy cũng chả biết, nhưng mà mình nói tới cái thằng này thì mình nói phải nói là cực kỳ nguy hiểm để các bạn đánh giá được cái hệ thống nó vận hành nó phải như thế nào ha. Rồi, nhưng mà cũng có thể những cái hệ thống gọi là xử lý thời gian thực á, nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái ngưỡng độ delay mà người dùng người ta chấp nhận ha. Thì ví dụ như là vấn đề về stream á, mình coi mấy cái video mà live stream á, giải như là giải U23 Công Phượng Văn Toàn rồi Cường cái gì Trường Hí rồi đó. Đó. Đó, hay là tới Quỷ Vương hay là SOFM gì đó ha, thì đó là những cái vấn đề về stream video. Các bạn sẽ thấy nếu mà cái mạng bạn cái internet các bạn ổn định á, mình không nói về vấn đề internet ha, nếu mà ổn định á thì cái video này nó chạy nó vẫn luôn có cái độ delay các bạn ha, tại vì nó có cần cái thời gian gọi là load á, load xong rồi nó sâu lên cho mình á. Nhưng mà những cái thằng này là các bạn sẽ không thấy cái chuyện mà tự nhiên nó đang chạy xong nó lại chậm lại, xong nó lại chạy nhanh, xong nó chậm lại, không có cái chuyện đó bạn. Thì những thằng này là thuộc dạng là real time ha, cái độ steady á, cái độ ổn định nó rất là cao ha, nhưng nó không phải là tốc quá nhanh các bạn ha, nó không phải là quá đáp ứng quá nhanh so với một cái nguồn phát ở một cái máy server nó phát về cái máy tính của mình, nó không phải là quá nhanh, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cái độ ổn định ha. Ổn định biết kìa nè. Đó. Thì cái hệ thống như vậy á, những cái hệ thống đáp ứng như vậy á thì nó cũng là đáp ứng cái sự real time rồi, nhưng mà không có yêu cầu cái tới quá mức là chính xác và cực nhanh như là cái không phải là cực nhanh như là cái túi khí ha. Nhưng mà tất cả những hệ thống này đều phải là đảm bảo cái tính chính xác ha. Đã nói về cái hệ thống thời gian thực thì nó phải đảm bảo hai tính chất nãy thì sâu với các bạn coi rồi á, là gì ha? Là thứ nhất là phải luôn chính xác ha, luôn chính xác. Và thứ hai là gì? Đáp ứng cái ràng buộc về mặt thời gian mà mình đã đưa ra ha. Cái này gọi là đáp ứng đúng cái hạn thời gian ha. Đó, đáp ứng đúng cái hạn thời gian ha. Chính xác là chắc chắn rồi đó. Nhưng mà các bạn thấy không, bên cái hệ điều hành đa nhiệm á, có thể bị crash ha, phần mềm vẫn bị crash bình thường, vẫn lỗi bình thường, chấp nhận luôn. Nhưng mà đối với những cái hệ thống người ta gọi real time,
gọi hệ thống nhúng gọi là chính hiệu á, thì nó phải 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 ngõ ra một input là gì, output phải là phải như vậy, cứ chạy bao nhiêu ngàn lần đi thì nó vẫn luôn luôn là như vậy ha. Rồi. Rồi thì mình lấy cái ví dụ cho các bạn luôn ha, những cái bo mạch này kia mà nó cũng có thể sẽ có cái hệ điều hành real time ở trong đó ha, có thể thôi tại vì mình không có build trực tiếp nó nên mình thấy cái USB là nó có cái hệ điều hành real time trong đó rồi ha. Cái USB á, à cái USB mà các bạn thấy có cái USB nhanh USB chậm á, thì thực ra cái đó là nó ảnh hưởng bởi nhiều thứ lắm các bạn, tại vì do cái chất liệu mình mua á, mấy cái USB mình mua thật sự á, toàn là đồ làm từ hàng Trung Quốc không à ha, nên cái linh kiện nó không tốt, nó không đáp ứng đủ. Thứ hai á, là cái Windows mình khi nó chạy nó copy data nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái phần mềm khác, nên các bạn thấy cái tốc độ nó copy á, nó sẽ có cái sự thay đổi các bạn ha. Đó, nhưng mà không bao giờ nó bị stuck ha, không bao giờ bị stuck, nhưng mà do cái hạt quen nó không tốt nên nói chung là cái USB cũng là một cái hệ thống nhúng ha, có hệ điều hành luôn, thời gian thật luôn ha, nhưng mà cái độ ổn định nó không biết sau này chắc mình có tiền mình mua mấy cái hãng đó, tốt tốt hay là như thế nào đó, tức là trong quá trình người ta thử nghiệm đó, thì cái tốc độ nó rất là ổn định thôi các bạn ha. Nhưng mà tại vì khi mà mình cắm cho cái máy tính đó, tại vì các bạn cũng biết là máy tính mình nó chạy rất là nhiều thứ các bạn ha, thì mình không thể dùng một cái thằng mà nó không chuẩn đi đánh giá một cái thằng khác là coi có chuẩn hay không được, các bạn hình dung được không ha. Cái máy tính mà là một cái không chuẩn mình lan man thì mình đánh giá coi cái USB mình có chuẩn hay không, thì thực sự nó không hợp lý chút nào ha. Đó, nhưng mà cái USB là một cái dạng hệ điều hành mà nó chạy đa nhiệm và nó thời gian thật ha. Rồi xoay qua cái đó mình phân tích cho bạn một số cái hệ thống mà các bạn thấy cái tính chất real time của nó rất là cao ha. À, ví dụ như là cái một số cái real time ha, tính chất real time nhưng mà không có nói về nó là hard real time, nó không nói là có OS hay không ha, tức là cái system ha, cái RT system nha, mình nói tới cái hệ thống thời gian thật thôi, còn cái hệ thống đó nó có hệ điều hành hay không đều được hết, nhưng mà cái RT ở đây nó nói gì là cái hệ thống nó phải chính xác nè, và thứ hai là có hai tính chất nó phải đạt, đó là chính xác, thứ hai là đúng cái thời gian định ra nha, đó phải đúng hai đó ha. Thì cái thằng này thì mình có thể lấy ví dụ như là cái thằng máy giặt nè, bạn thấy không? Đó, cái máy giặt mình cứ bấm lúc nào đó thì nó đáp ứng lúc đó bạn, nó thường thường nó không có cái chuyện mà delay đâu ha, thường thường nó không có chuyện mà bị delay lúc lúc nhanh lúc chậm đâu ha. Đó, những cái thằng đó người ta gọi có thể nó thì nó được xếp vào loại real time, hoặc là máy lạnh nè, mình bấm luôn luôn nó không phải đáp ứng liền nha, tức thì nha, nhưng mà cái độ mà trễ của nó các bạn sẽ thấy là luôn luôn là vậy ha, luôn luôn là vậy ha. Đó thì nó sẽ là những cái thiết bị, hoặc là những cái thiết bị mà portable device á, giống như cái loa của mình á ha, cái loa bluetooth hay này kia đó, thì nó sẽ có bo mạch để nó quản lý, còn mấy cái bo truyền thống hồi xưa á, thì nó chỉ là có cái phần mạch khuếch đại thôi để nó tạo ra cái dao động để nó xuất ra thôi ha. Nhưng mà cái loa di động á, thì đảm bảo là nó sẽ có cái phần bo mạch này kia trong đó, và thậm chí là nó có thể có hoặc không có OS ha, thì mình vẫn thể hiện được cái tính chất real time của nó ha. Thì nó cứ có real time thì mình liệt kê nó vào đó là hệ thống real time, còn mà nếu nó không có real time tức là có lúc chậm lúc nhanh á, thì mình liệt kê nó là cái hệ thống đó là không có đạt được cái tính chất real time ha. Đó thì chốt lại các bạn một câu là đa số cái hệ thống nhúng đều là hệ thống thời gian thật, và đa số hệ thống thời gian thật thì đó là người ta xếp nó loại đó là hệ thống nhúng ha. Thì cái đó mình học bên cái môn hệ thống nhúng thì mình sẽ phân tích rõ hơn cái vấn đề đó cho các bạn. Ok, real time là nó luôn luôn hoạt động ổn định. Đúng, real time là nói tới cái tính chất là đúng cái thời gian định ra ha, hoạt động ổn định ha, hoạt động ổn định. Khi nào cái hệ thống nào mà nó bắt đầu là nó có thấy cái sự mà tự nhiên cái bấm cái, các bạn nhìn đi, các bạn nhìn ví dụ các bạn nhìn cái máy giặt đi, các bạn sẽ thấy là gì? Một khi là nó hư luôn. Chứ nó rất ít khi cái chuyện là mình bấm cái, không ít khi tới mấy cái máy cũ mình bấm cái lúc sau nó mới đáp ứng, bạn lúc sau mới đáp ứng, bấm cái lúc sau luôn không có đâu. Thường thường các bạn sẽ để ý đi ha, các bạn xài mấy cái thiết bị mà có những cái thiết bị các bạn bấm cái đáp ứng, tới khi nào nó hư ok là nó hư luôn ha, chứ không có chuyện là lúc này nó nhanh lúc kia chậm, lúc này nhanh lúc kia chậm, không có chuyện đó, không bao giờ có cái chuyện giống như mấy cái thằng Windows hay Android đâu ha. Thì tụi này là tụi đa nhiệm mà, chứ không phải là tụi real time ha. Tại cái nó hướng tới là thực thi được nhiều thứ, chứ không phải cái nó hướng tới là phải đánh giá cái độ ổn định của hệ thống ha, nó không hướng tới cái chuyện đó. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ cũng có nhiều bạn sẽ hỏi là gì?
Ủa vậy mấy cái bo, mấy cái bo Jetson hay là mấy cái bo Raspberry Pi á, tại sao nó cũng gọi là hệ thống giống ha? Jetson. Jetson. Hay là Raspberry á. Tại sao nó gọi thằng này nó chạy gì các bạn? Chạy Linux mà các bạn biết á. À, thầy nói là chạy Linux nha. Tại vì cái thằng Raspbian á là cái hệ điều hành nó là ai biết không, trả lời cho hai điểm, tại vì nãy giờ tàn kia không hỏi, không có điểm gì hết, hỏi nhanh cái Raspberry Pi hệ điều hành nó là gì, ai biết mở mic lên cũng được, nói nhanh. Raspbian thầy ơi. Raspbian, ok, hai điểm rồi, được hai điểm câu trả lời đúng ha. Đó rồi, và sau Jetson cái hệ điều hành nó là gì các bạn, mấy cái bộ Jetson hệ điều hành nó là gì, Jetson Nano, Jetson TX2 kiểu gì đó. Ủa, lớp mình cũng nhiều ông đi theo hướng AI đó mà, trí tuệ nhân tạo, sử dụng ảnh mà chưa có tìm hiểu thử những cái bo nào để làm nạp những cái sụt code xử lý của mình lên cho đó hả? Mới nhập Linux là thầy, nhưng mà cài Linux không được. Nó không phải Linux các bạn, nó là Ubuntu các bạn, Ubuntu. Ủa, em tưởng Ubuntu nó là nhánh nhỏ của Linux chứ. Nhánh nhỏ nhánh lớn gì, cái đó là kiến thức về cái kiến thức, các bạn về các bạn tìm hiểu giùm tôi cái nha. Thằng này là Raspbian nè, thằng này là Ubuntu nè, không phải nhánh nhỏ nhánh nhít gì đó, mà cái Linux là cái kernel ha, cái kernel, cái nhân nha, cái kernel là cái nhân cốt lõi nhất, để từ cái thằng này nè nó mới phát hiện chuyển ra những cái bản người ta gọi là distribution ha, những cái bản phân phối các bạn ha. Thì Debian hay là Ubuntu hay là Android cũng có cái lỗi của nó là lỗi gì, là Linux ha. Thì thật ra nó là cái kernel, cái chữ Linux đấy, là tức là cái cốt lõi nhất của cái hệ điều hành đó là Linux ha. Đó là bên trong. Rồi tùy mỗi cái hệ điều hành thì nó sẽ phát triển lên, thì mỗi cái nhánh mà nó phát triển lên nó thành một cái tên hệ điều hành, nhưng mà mình gọi cho, mình nạp cho những thằng này á thì nó có tên, nó thì thật ra nó gọi là những cái bản phân phối ha, bắt nguồn từ cái nhân lực là Linux. Ok. Ubuntu đúng không? Đúng không? Yes, sir. Dạ. Đó, thì các bạn coi lại, nhiều khi thầy không có xài, nhưng mà nên thầy không nhớ, nhưng mà hình như là bu Ubuntu á. Hình như thầy còn một cái bo Jetson thầy mua về mà chưa có đụng tới các bạn. Đang chuẩn bị bán đây. Nha. Qua dịch bán, kêu bán trước dịch luôn mà cuối cùng ôm nó chưa bán nữa. Mà 3-4 triệu gì đó. Mua về chưa, mới có kêu người ta cài dùm cái Ubuntu, mở lên chạy coi thử nó chạy như thế nào thôi, còn lại bỏ vô hộp đóng lại. Sau này thì bán lại, sau này thì đăng đi biết, lo học đi, lo học code đi, bất chạy mấy cái thuật toán này kia tối ưu nó tốt nhất có thể đi, sau này mình sẽ đưa lên đây. Bây giờ toàn đưa những con nắng. Ê, thôi tập trung nè, nói tiếp cái chỗ này. Thì những cái thằng này các bạn đã xài máy ảo các bạn biết á, nó cũng giống như Windows thôi. Các bạn chạy các bạn thấy nó sao các bạn? Nó cũng bị delay các bạn, nó cũng bị lag, nó cũng bị problem ha. Có hết nha, bị hết nha. Ủa vậy thì sao mình mang cái này mình build vô trong những cái bo này, rồi xong mình kêu mấy cái bo này là bo hệ thống nhúng. Hệ thống nhúng tức là từ cái phần mềm phần cứng nó đều phải là dạng hệ thống nhúng hết, đáp ứng về cái mặt thời gian cho nó hoàn hảo nhất. Nhưng mà tụi này nó đâu có được như vậy các bạn. Nên các bạn chú ý giùm thầy nha. Cái này là cái góc nhìn của thầy thôi, không biết các bạn tìm hiểu thử đi, cái góc nhìn của thầy thôi. Thực ra những cái thằng này là trước mắt bây giờ nó đang vẫn là dạng gọi general purpose OS, general purpose operating system thôi ha. Nhưng những cái nhà phát triển mà đi làm ra những cái bo nhúng này nè, những cái bo này cũng chỉ là để làm cái gì ta, development thôi các bạn, evaluation, những cái bo để mà evaluation ha. Evaluation tức là những cái bo dùng để mà develop for education rồi đó ha. Evaluation đó, nó dùng những cái từ đó, thì những cái bo để phát triển thôi. Nhưng mà thực sự khi mà đã làm ra một cái bo này, đã tối ưu lại thành một cái hệ thống hoàn chỉnh đó, thì khi đó các bạn cần phải custom lại cái Linux này, cái nhân của này, để làm sao mà nó loại bỏ hết tất cả những cái gì không cần thiết đi ha, để lại những cái gì cần thiết thôi, và làm sao cho cái hệ thống mình nó đáp ứng được cái nó hướng tới đạt được cái ngưỡng là ngưỡng gì, short real time hay là hard real time ha. Đó, cái hard real time á, đây nó lại màu này, tức là đúng cái thời gian này nó phải đáp ứng được ha, thì nó gọi là hard real time. Còn cái short real time á, là mình chấp nhận một cái số độ delay ha, như cái stream video này ha, nhưng mà nó cũng sẽ quanh quẩn cái ngưỡng mình sẽ đạt tới là cái chỗ này, các bạn hình dung được chưa ha. Cái cost là cái giá trị mà mình cần đạt tới á, là cái ngưỡng này ha.
hết là cái hệ thống cực kỳ khắt khe, như là túi khí xe hơi hay là phở hạt nhân. Còn cái short á, tức là mình chấp nhận cái sự delay nó trước sau gì đó một chút, nhưng mà nó không phải là như Windows lúc thì muốn nhanh lúc thì chậm, không có chuyện đó, mà nó phải chậm ở một cái ngưỡng nào đó và cố định cái ngưỡng đó ha, có thể nhanh chậm qua xung quanh cái ngưỡng đó thôi. Giống như là cái máy lạnh hay là cái loa di động hay là cái máy giặt á, các bạn xài các bạn sẽ thấy ha, không có chuyện mà lúc bấm được nhanh lúc bấm được chậm, không có đâu. Nó luôn luôn là steady ha, steady ha, dao động steady, dao động thì nó sẽ là short. Còn nó gần như là thẳng luôn á, nó gọi là hát ha. Rồi thì ở đây khi mà các bạn muốn xài những cái general OS á, những general purpose OS á, những cái hệ điều hành mà đa nhiệm á, nhưng mà các bạn lại muốn đưa vào trong bao nhóm á, thì các bạn cần phải custom lại cái kernel này dần dần cho nó nhỏ lại, loại được hết đi và đưa vô trong hệ thống này cho nó chạy làm sao cho nó ổn định và nó đảm bảo nhất ha. Thì đó là cái những cái công ty mà nó đang hướng tới để tối ưu. Và tại sao nó chọn Linux thì các bạn cũng hiểu biết rồi đó ha. Đó nè, Android nó cũng chạy trên Linux ha, và sau đó nó tối ưu cái Linux nhỏ lại và nó phù hợp chạy trên những cái thiết bị di động ha. Đó, còn tại sao nó không chọn Windows hay là Mac OS, nó là một cái lý do vấn đề về official ha, bản quyền vậy thôi nha. Windows này nó cũng ra những cái version mà gọi là real time đó các bạn ha. Windows CE á, mấy cái loại Windows mà hồi xưa nó chạy mấy cái media trên mấy cái xe hơi á, là cái Windows CE đó, thì nó cũng là một cái dạng mà hệ điều hành nhúng ha, nó ra những cái bản đó để chuyên thực hiện những cái tính năng nhỏ nhỏ thôi, thì khi đó nó mới tạo ra được cái tính chất real time. Nên mới nói các bạn á, hệ thống nhúng á là luôn luôn hướng tới là gì, là thực thi những cái cụ công việc cụ thể thôi, các bạn hình dung được không? Dẫn tới là những cái phần mềm này kia nó develop cho cái hệ thống nhúng á là cũng loại bỏ hết những cái gì đó không cần thiết, để mà nó cũng chỉ thực hiện ít chức năng thôi. Khi đó nó mới lại hướng tới cái vấn đề là gì, đáp ứng được về mặt real time, các bạn hình dung được không? Đó, thì đó mình nói hơi lố qua cái phần bên hệ thống nhúng chút, nhưng mà tại vì nó thật sự là nó liên quan nên mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm. Rồi sau này nếu thầy nói sai gì nhớ góp ý lại thầy nha, tại vì tất cả những cái kiến thức này thầy lượm nhặt nhiều nơi để thầy tổng hợp lại, thầy present cho các bạn thôi, chứ không phải là từ một cái cuốn sách nào đó mà ra hết ha. rất nhiều nguồn mà thầy redirect vậy, thầy guess vậy, xong thầy summary lại, xong thầy dạy các bạn ha, sau này trở thành những kỹ sư, xong rồi kỹ sư nói sai hết trơn các bạn, do ông thầy ông chỉ sai. À, cái vụ mà hay nói là cái máy mà chạy nó không có cần cái bộ nhớ, tháo mấy cái bộ nhớ ra thì em có đọc thử thì tôi nói là nó cần cái RAM thôi, còn mấy bộ nhớ ngoài flash vậy bỏ hết nó cũng chạy được nữa. Ừ đúng, hồi nãy thầy nói rồi, thầy nói với ai nói thì đúng rồi. Nè, lên coi thử em có sai không, nhưng mà lại không có sai. À coi thử có sai không là thầy nói đúng đó, hả? Đúng rồi. À là thầy nói đúng, là bỏ hết tất cả các loại ổ cứng ra thì hệ thống nó vẫn có thể load được, hệ hành nó chạy được đúng không? Rồi tìm hiểu đi tuần sau coi tại sao nó chạy được nha. Tại vì cái tình huống này thầy hồi xưa thầy là sinh viên á, thầy vô công ty á, xong rồi thầy cũng hồi xưa đúng ra thầy thi vô cái ngành này thầy muốn là làm sửa chữa máy tính các bạn ơi. Thầy vô ngành này thầy muốn sửa chữa máy tính. Nhưng cái thời thầy á, các bạn cùng thời thầy á là học á, là đa số các bạn cũng hay mày mò máy tính để sửa này sửa cưa cài win các kiểu lắm mà. Cái thời của thầy là vậy ha. Còn cái thời các bạn bây giờ không biết các bạn còn đam mê vì chọn nhầm ngành xong rồi vô mò máy tính hay không, chứ cái thời thầy hay mò lắm, hay mò cực kỳ, lỗi phần mềm, lỗi phần cứng thì chỉ thầy dừng ở mức là cố gắng detect được là nó hư ở phần nào thôi, chứ còn bên mainboard nó hư cái gì bó tay đó, cái đó thì nó khó quá ha. À, có một cái thầy mà thầy rất là hâm mộ luôn, từ cái thời thầy đi học tới giờ, đó là thầy Trương Ngọc Sơn ha. Nói chung là không phải thầy BR bất cứ ai hết, nhưng mà thật sự trong tâm trí thầy á, tới tận bây giờ cái người mà hâm mộ về chuyên môn nha, còn những thầy cô khác thì thầy hâm mộ những cái khác, nhưng mà hâm mộ về chuyên môn á thì thật sự thầy rất là hâm mộ thầy Trương Ngọc Sơn ha. Cái thầy quản ngành của các bạn bây giờ, quản ngành mới các bạn bây giờ phải nói là rất rõ, rất giỏi nha các bạn, rất rất giỏi ha. Mà những thầy cô khác cũng rất giỏi nha, nhưng mà những thầy cô khác chỉ tập trung vào một lĩnh vực thôi ha. Còn thầy Sơn là đi từ cái phần design chip, cho ra được con chip, gắn kết hợp con chip lại để mà ra được cái bo vi xử lý hay là bo vi điều khiển, rồi những bo vi là kết hợp lại thành những cái bo nhúng ha. Thầy Sơn nắm hết từ A tới Z, rồi những cái kiến trúc của hệ điều hành nắm hết, từ bên driver này kia nắm hết, từ ở dưới lên tới tận trên, rồi sau đó lại từ sửa chữa phần cứng máy tính luôn, nắm luôn từ laptop. Khi hồi xưa thầy Sơn cũng sửa máy tính đó, xong rồi bắt đầu bây giờ thầy Sơn lại nhảy qua bên trí tuệ nhân tạo, lại cũng master luôn ha, rất giỏi. Trời ơi thầy bao hết luôn á
Ừ, phải nói là thầy Sơn, thầy Trương Ngọc Sơn dạng gọi là full stack các bạn, bất cứ cái lĩnh vực gì các bạn trao đổi thầy Sơn đi, thì nếu mà các bạn có cơ hội trao đổi thì các bạn sẽ được nhận được nhiều cái hướng góp ý ha, về trời ơi, xuất sắc lắm thực sự. Nói chung là người duy nhất mà thầy tới bây giờ mà thầy hâm mộ về gọi là chuyên môn đó ha, chuyên môn đó. Còn những thầy cô khác thì cũng giỏi nhưng mà cũng rất là xuất sắc, nhưng mà giỏi được một cái phần về cái lĩnh vực mà thầy cô đó theo thôi. Còn thầy Sơn giống là một cái trường hợp rất là đặc biệt ha. Very complicated, very complex person, complex brain. Ok, thôi cái bài tập này từ từ mình hỏi sau đi. Trời ơi, hôm nay mình nói nhiều quá, nói nhảm nhiều quá. Tới 9:40 rồi. Rồi, thì đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái loại hệ điều hành mà thầy giới thiệu cho các bạn ha, sáu các bạn. Rồi thì tiếp theo á là chắc tới phần Q&A đi, tại vì học nhiều quá mà không có ứng dụng cũng không được, nói chung là cũng không nên ha. Ok rồi. Không biết tại sao hâm mộ thầy Sơn thế. Nói tới cái xong cái kiểu như cảm giác nó dâng trào các bạn, thật sự là một trong những người mà không tưởng được luôn á, mình không tưởng được giỏi từ từng cái con linh kiện điện tử trên những cái bo máy tính có thể phân tích được cho tới cái quá trình mà lập trình này mọi thứ. Trời ơi. Hay thật sự. Tính cách cũng hay nữa, không bao giờ mà thấy thể hiện được cái sự bực mình hay là này kia, thì ít lắm. Nói chung là cái khả năng, cái EQ của bạn ha. Mấy ông thật sự luôn á, lâu lâu chia sẻ các bạn nên luyện cái này nhiều lên một chút các bạn ha. Ha. À, đọc cái cuốn sách Đắc Nhân Tâm ha. EQ ha là cái mà các bạn cực kỳ nên luyện ha. Còn cái IQ á là cái IQ là cái trí thông minh của mỗi người là nó đã khác nhau rồi, thế nên mình chỉ có dùng cần cù thôi, hard working để mà mình master về cái lĩnh vực gì đó. À, nhưng mà cái EQ là cái mình có thể kiểm soát được. À, đó. Thì người thành công không phải là dựa trên cái IQ, tức là trên những cái sự giỏi xuất sắc một cái lĩnh vực, mà nó chọn dựa trên cái khả năng kiểm soát cảm xúc. À, là trong nhiều tình huống á, mình làm sao để mình bắt được cái tâm lý của người ta ha. Có nhiều người ta bắt mình bắt được tâm lý á, mình dễ nói chuyện người ta lắm. À, người nóng tính tới người dễ tính, làm sao mình có thể nói chuyện được với mọi người á. Đó là cái EQ mình là thành công nhất ha. Người ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mình, muốn nói chuyện với mình, đó là cái sự thành công. Rồi. Thầy cũng chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà thầy không làm được các bạn. Thầy không làm được. Nói chung là cái EQ thuộc dạng là rất là kém, thực sự đánh giá bản thân mình là vậy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ có cái bài tập, thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn cái bài tập, các bạn trả lời ha. Thầy sẽ cho các bạn câu hỏi, các bạn trả lời phân tích. Các bạn trả lời đúng á, thì thầy sẽ cho 2 điểm ha. Mình cố gắng lấy cái điểm mà active learning nha các bạn, điểm này quan trọng lắm luôn á, thì mình sẽ cố gắng lấy cái điểm này giúp thầy. Bây giờ thầy cho các bạn 10 phút để các bạn phân tích. Bài này mình làm cá nhân thôi, mình sẽ lấy cái kết quả của 10 bạn đúng nhất để mình cộng cho mỗi bạn 2 điểm ha. Thì mỗi buổi mình cộng cho mỗi bạn một ít, xong rồi mình sẽ tăng cái điểm lên, mình sẽ tăng cái điểm lên vô trong cái điểm active learning của mình ha. Rồi thì bây giờ cái USB đi ha, bây giờ cái USB đi. USB là một cái hệ điều, nó có một cái hệ điều hành nhúng ở bên trong đúng không? Thì what category would you put it in ha, tức là bạn sẽ xếp cái loại hệ điều hành này ha, của USB á, là thuộc cái loại nào ha, ha. Which category you put the embedded the OS on the USB to ha, you put it into ha, và why, tại sao ha. Thì ở đây cách các bạn trả lời giúp thầy 6 cái trường hợp luôn ha. Mỗi người mình vận dụng những nãy giờ những cái kiến thức mà thầy chém gió với các bạn á, thì mình sẽ suy nghĩ và mình sẽ đưa nó vô 6 cái loại này.
là mỗi loại thì các bạn sẽ trả lời là nó không phải là cái hệ thống xử lý theo lô, không phải xử lý theo lô tuần tự bởi vì sao 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 sao, và nó không phải là cái hệ thống gì đó bởi vì tại sao đó. Các bạn trả lời hết 6 cái loại đó và giải thích tại sao với thầy đó, theo như các bạn nghĩ, dựa vào cái tính chất của cái hệ thống này, dựa vào cái tính chất của hệ thống này đó, thì các bạn lần lượt các bạn nói trình bày thầy tại sao nó là cái nào, nó không phải cái nào, nó có thể liệt vào cái loại nào, nó có nó không liệt vào cái loại nào và tại sao đó. Thì theo những cái cảm nhận mình nghĩ về những cái kiến thức mình đã học như thế này đó, các bạn cứ viết đi. Các bạn chỉ cần đúng khoảng tầm 50% thôi là thầy chấp nhận cho các bạn 2 điểm, cần đúng 50% thôi, tại vì thực sự cái này mình đang phân tích nó hơi cảm tính, tại vì cái hạt que của nó mình không có nhìn rõ bên trong được, nên một số cái tính chất á mình chỉ predict thôi, nhưng mà mình giải thích nó theo một cái cách hiểu mà có thể đúng ha, theo những cái gì mà mình vận dụng được ha. Cuộc sống này mọi thứ không bao giờ có cái sự gọi là chính xác hoàn toàn hết ha, đừng có bao giờ kêu 1 + 1 = 2 các bạn, không có đâu nha, nó sẽ bằng 0 phẩy mấy hoặc là 1 phẩy mấy. Nếu cân cái ký gạo lên kêu cân chính xác cho tôi 1 ký, không có nha, không có cái chuyện đó đâu đó. Rồi ok, rồi ok, thôi bây giờ mình làm giùm thầy câu này đi, comment nha, mình cho các bạn 10 phút các bạn hãy comment lần lượt từng cái loại này ha, nó là loại nào, nó là loại nào, tại sao nó là loại nào, là đây thì cho các bạn là cái tên của các loại và đây là cái bài tập. Bài tập trên đây thôi nha. Còn win cái win 10 này thì mình sẽ phân tích ở một cái lúc khác. Giờ mình phân tích cái bài ý ở trên đây thôi, cái USB thôi. Rồi cho các bạn 10 phút đếm ngược, bắt đầu. À, ai cũng phải comment giùm thầy nha. Nó là cái này, theo như cái mình nghĩ vậy đó. Nó là cái này, xong mình giải thích ra tại sao, nó là cái kia, giải thích ra tại sao. Sau đó thầy sẽ phân tích lại cho các bạn ha. Rồi mình sẽ lấy 10 bạn đúng nhất đầu tiên để cho điểm ha. Ví dụ có 20 ông comment mà 3 năm ông đầu sai thì mình sẽ lấy tới 1 năm ông đầu đúng lấy, xong 5 ông tiếp theo sai bỏ, lấy 5 ông tiếp theo đúng lấy, nó kiểu vậy. Chừng nào đủ 10 bạn thì dừng. Hoặc là thậm chí xem xét lấy hết cũng được ha, xem xét lấy hết cũng được. Đó là cái sự cố gắng của các bạn. Phân tích các bạn 50% là có 2 điểm rồi. Rồi bắt buộc ai cũng làm nha, còn ai mà không làm thì đồng nghĩa là không có đi học, vậy thôi. Mình cũng nhìn mặt nhau cái chứ không có điểm trừ các bạn. Nó nhìn mặt nhau cái, nó ông nào không làm, ông nào không đi học. Chứ thầy không có trừ điểm bạn đâu. Kỳ này thầy muốn mình tương tác để mình giỏi hơn thôi, chứ không phải là mình tăng được cái lượng kiến thức mà đi học thôi, chứ không phải là để làm khó nhau hay gì hết. Nên cái điểm trừ là không cần thiết. Rồi, làm đi. 10 phút. Tới 8 giờ nha, 8 giờ đi, 8 giờ, 11, 12 phút vậy đó. Comment nha, tại vì những câu hỏi này cần nhiều bạn.
Ok bạn, thầy hình như thầy hơi nghĩ cái tốc độ làm bài tập của thầy áp dụng cho các bạn các bạn, nên thầy các bạn mà ngồi giải thích hết 6 cái chắc chắc phải nửa tiếng nó mới clear được ha. Nên bây giờ đối với cái hệ điều hành trên cái USB á, các bạn dựa trên tính chất nó, dựa trên những cái kiến thức của những cái loại hệ thống á, các bạn xếp nó dùm, các bạn chọn như thầy ba loại ha, ba loại cái hệ thống trong trong 6 loại đó, và các bạn giải thích là cái hệ điều hành trong USB đó, nó thuộc cái loại nào, nó có thuộc một trong thuộc cái loại ba cái loại mà các bạn chọn hay không ha. Ví dụ mình chọn là theo lô hay theo lô đa chương thì chọn một cái thôi nha, theo lô rồi chia sẻ thời gian rồi phân tán đó, thì mình phân tích ra là nó là không phải theo lô tại sao, nó là phân tán tại sao, nó là chia sẻ thời gian tại sao ha. Đó, mình dự đoán vậy, tại sao mình cứ nói theo cái cảm nhận mà thôi, đừng có Google này kia nha, đừng mất công lắm mấy cái đó, thật sự trên Google nhiều khi nó không có đâu các bạn. Nên cái này là những cái cảm nhận, những cái mình tự nghĩ ra thôi ha, dựa vào những cái kiến thức mà mình học được. Rồi mình cứ viết ra giùm thầy cái nha, mỗi người cứ chọn ba cái cứ viết đi theo cảm nhận mà thôi nha. Tại bên trong cái cấu trúc bên trong thật sự mình không có nắm, nên cái chuyện đúng sai nó thật sự cũng khó đánh giá lắm nha, nhưng mà mình chỉ chấp nhận, mình sẽ chấp nhận những cái câu hỏi mà câu trả lời mà đó là từ cái cảm nhận của bạn, cảm xúc các bạn, của các bạn các bạn đó. Nghĩ là vậy ha, tại theo cái cảm nhận các bạn nó là như vậy ha. Rồi ghi giùm thầy nha. Của cái hệ thống song song á là quay ý. Đúng. Tới 8 giờ đồng loạt nhấn enter nộp hay là xong rồi đưa lên thầy? Thầy ơi.
Ủa các bạn, ủa các bạn, dạ. Rồi cuối cùng là không có ai đi học hết hả? Không có ai đang học hết hả? Ừ, giờ mới gửi thầy ơi. Thầy ơi, nhìn như bản quật đi. Ủa, nãy giờ các bạn bấm gửi rồi hả? Mà nó không, nó nãy giờ các bạn bấm gửi rồi mà nó không có đi hả? À, đó, cái này gọi là hệ điều hành đa nhiệm nè. Ok. À không phải, chắc hồi nãy do thầy không có mở qua bên đây nè. Nên cái priority các bạn, à giống như bên Android cũng vậy ha. Nó khi mà các bạn những cái app, những ứng dụng nào mà các bạn không có hiển thị lên trên màn hình á thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái gọi là suspend các bạn ha, cái trạng thái hoặc là thậm chí là stop ha. Bên Android á, cái thiết bị Android á, nếu mà các bạn còn thấy được cái vùng ứng dụng của bạn một phần á, tức là các bạn mở cái gì đó mà nó nằm đè lên cái kia mà các bạn thấy cái thằng ở dưới nó vẫn còn thấy được á, thì nó sẽ rơi cái app ở dưới vào trạng thái suspend thôi, tức là tạm thời dừng thôi. À, nhưng mà nếu như các bạn mở một cái app mà đè hoàn toàn hết cái màn hình đó, thì những cái app mà nó bị ẩn xuống á, thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái là stop ha, nó có một cái vòng đời như vậy ha, thì những thằng đó nó sẽ bị dừng lại để nó dành cái CPU á cho những cái thằng khác chạy các bạn ha. Đó là cái cơ chế giống như là hồi nãy thầy đang mở cái bên PowerPoint nè, thì cái thằng bên đây nó sẽ giảm cái priority nó lại ha. Đó thì khi đó các bạn gửi nhiều khi thầy không mở qua cái nó không có được cập nhật lên đây các bạn, năm giờ nó mới lên ha. Rồi thì bây giờ mà mình mấy cái này ok ha, nhưng mà giờ nếu mà thầy giải thích từng cái, thầy coi từng cái thì kia thì good, dùng ứng lịch luôn, tất rất tốt nha Đức Anh, very good ha. I love it. Thì mấy này có gì để khi nào thầy rảnh thầy đọc lại cho sâu ha. Thì mỗi người sẽ có một cái ý là chính xác. Thì những bạn nào mà có comment trả lời á thì coi như mình được 2 điểm ha, mình được 2 điểm trả lời nha. Tại vì giờ thời gian nó không có nhiều mà thầy ngồi thì dịch hết thì nó hơi ấy quá. Nên đó là cái điểm khuyến khích bữa đầu tiên của thầy dành cho các bạn. Coi như các bạn đều được 2 điểm trả lời đúng ha. Ok. Nhớ lên cái trang nhớ lên cái link form để nhập cái điểm vô giùm thầy nha các bạn. Ok, còn những bạn nào mà không trả lời thì ráng chịu nha. Không nói trời ráng chịu. Đó. Học phải năng động lên với mấy ông lười quá thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ phân tích cùng các bạn luôn ha. Thì không biết là mình phân tích đúng hay không. Thì các bạn coi thử coi là cái nào của mình đúng. Nãy giờ mình guess đúng, cái nào guess mình sai. Còn mấy cái nội dung mà các bạn comment bên kia thì sẽ lưu lại ha. Để khi nào mà thầy rảnh á, thầy sẽ đọc để thầy coi những cái góp ý của các bạn ha, nó là như thế nào. Cái gì á Quý Châu, sau khi kêu có điểm xong mới đăng Quý Châu, kỳ vậy? Lớn rồi chứ kỳ vậy? Rồi mấy cái này nó có lưu các bạn, có recording là nó có lưu, để thầy khỏi cần copy, nó có lưu. Rồi nói chơi thôi chứ các bạn, nói chơi thôi chứ Quý Châu với mấy bạn ai có nãy giờ có mất công gõ thì mình có làm thì mình gửi ha, còn ai thật sự không làm thì thôi. Ok, bây giờ theo thầy ha, thì cái tính chất của USB là gì? Mình thấy là gì? Nó có hệ điều hành trong đó ha, thì mình thấy là gì? Tại vì cái thằng này nó cũng hơi khó phân tích các bạn. Thứ nhất đừng có nói cái gì hết, nhưng mà một khi mà thầy đã khẳng định nó là hệ điều hành nhúng, hệ điều hành nhúng, thì tất cả các hệ điều hành nhúng, các bạn phải nhớ giùm thầy nó có một cái đặc tính là gì các bạn? Real time. Các bạn chỉ cần nhớ thì nó sẽ có về real time. Nó chỉ cần mỗi cái đặc tính mà hiển thị rõ ràng như thế này là mình đã có thể xếp nó lại vào hệ điều hành thời gian thực rồi. Rồi. Mà cái tính chất real time á thì trong cái hệ điều hành nó sẽ có gồm nhiều cái tiến trình, cái tác vụ mà nó thực thi ở bên trong nó lắm các bạn ha. Thì cái chuyện mà các bạn thấy khi mà cái USB nó cái nhiệm vụ chính nó là gì? Copy cái dữ liệu từ bên đây qua bên kia đúng không? Đó, nó copy từ máy tính qua cái USB. Đó. Thì nó đang copy, mình cũng có thể suspend nó được, mình có thể dừng nó được ha. Và thậm chí luôn các bạn cũng có thể một lúc các bạn copy nhiều cái vô cái USB được không các bạn?
được luôn ha. Thì cái tính chất mà mình copy được nhiều thằng qua USB cùng lúc luôn ha, nó nhận hết các bạn, nó vẫn nhận nha, nó sẽ sắp xếp trong cái phần hạt que bên nó nhận. Tự nhiên giờ thầy mới ngộ ra luôn á đó. Thì cái USB rõ ràng là gì? Rồi, cái này là cái answer ha. Đó, thì mình sẽ phân tích những cái đặc tính ha. À, thứ nhất là nó chính là một cái dạng embedded OS này. Nên mình suy thẳng nó ra luôn, nó là cái có thể liệt kê nó vào loại dạng là real time OS ha. Tại vì bản chất là embedded thì nó sẽ hướng tới cái điều này. Cái thứ hai á là mình sẽ có thể copy nhiều ha. More than one ha. One data the time ha. Nó có thể copy nhiều hơn một cái dữ liệu ha, cùng một lúc ha. Nên mình có thể suy ra được nó là gì. À, có hai loại đó ha, có hai loại đó là share time sharing ha, có hai loại time sharing và parallel ha. Parallel thì nó đều có thể đạt được cái tính chất này. Đó, hai cái thằng này nó đều có thể là cùng một lúc làm được nhiều việc ha. Thì mình sẽ suy nghĩ ha. Cái này thì là bắt đầu tới cái phần cảm nhận nhận cá nhân của thầy thôi. Các bạn biết là cái USB á, cái tính năng nó chỉ là để copy qua lại này kia thôi, và cái tốc độ của cái việc copy á thì nó phụ thuộc vào cái gì các bạn? Cái tốc độ của copy á ha. Phụ thuộc vào gì? Trên bộ nhớ của USB, bộ nhớ ừ. Đúng, thực ra cái tốc độ của cái USB nhanh hay chậm á là nó phụ thuộc vào cái tốc độ của cái memory trên cái USB các bạn ha. USB mem á, USB flash á ha. Chứ nó không có phụ thuộc vào cái CPU đâu các bạn ha, nó không phụ thuộc vào CPU đâu. Còn chuẩn kết nối bạn... thì sao này? Hả? Ủa, ai mà biết? Còn chuẩn kết nối thì sao này? Cái gì không? Còn gì nữa không? Còn chuẩn kết nối thì sao thầy? Còn chuẩn kết nối, tại vì cái tốc độ nó còn phụ thuộc vào cái chuẩn kết nối. Ừ đúng, chính xác, hay quá thiệt. Một câu một điểm cộng ấy, hai điểm cho cái câu trả lời hay ha. Cái câu nhận định rất là hay mà thầy quên mất luôn, chính xác. Những cái gì mà thầy quên mất thì cộng cho 2 điểm nha. Thì các em chọn vô cái mục tạo cái form lại ha. Mỗi lần các bạn dùng cái form nhập điểm á thì mỗi lần các bạn nhớ là refresh để một form là điền một cái thông tin thôi nha. Một form là một cái câu trả lời, một câu hỏi hoặc câu trả lời thôi. Thì cái câu hồi nãy của em là hay á, rất hay luôn ha. Thì nó còn phụ thuộc vào cái chuẩn truyền thông nữa ha, cái chuẩn USB nữa, cái chuẩn truyền thông ha. Đúng, cái này thầy quên mất ha. Tự nhiên phân tích liền các bạn, nó không có clear. Thì cái nó phụ thuộc vào cái tốc độ của cái bộ nhớ nó lưu trữ. Thứ hai là cái tốc độ của cái đường truyền thông ha, cái tốc độ đường truyền thông. Đó, tức là nó sẽ không phụ thuộc vào cái CPU ha, nó không phụ thuộc CPU. Cái tốc độ truyền thông á hay là cái USB á thì nó đó. Thì ok, mình phân tích như thế này đi. Còn về CPU á ha, nếu như mà những cái USB từ cái chuẩn mà USB 2.0 trở về trước á thì thầy nghĩ là chỉ cần một cái lõi CPU là đủ rồi ha. Mấy cái tốc độ USB mà 3.0 tới hàng gigahertz á thì cái khả năng mà nó xử lý từ cái chuẩn truyền thông cho tới cái flash nó phải đủ nhanh, và cái CPU cái việc mà nó tạo ra, tại vì cái truyền thông data truyền đi qua lại á thì nó phải phụ thuộc vào cái con CPU nha các bạn. Nó phụ thuộc con CPU. CPU mình cái xung nhịp nó chậm á thì mình không cách nào mà nó tăng nó nhanh lên được ha, không thể nào tăng nó nhanh lên được ha. Nên mình chỗ này mình có thể có hai cái lựa chọn. Nếu như mà cái tình huống mà USB mà nó có một cái CPU thôi á thì nó sẽ thuộc dạng là time sharing ha. Còn nếu như mà nó có từ hai cái CPU trở lên á thì nó sẽ là thuộc từ là parallel ha. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái USB không biết là khả năng cao chắc nó có một lỗi thôi quá. Khả năng cao chắc có một lỗi quá. Chứ cái USB không mà làm tới hai lỗi thì có vẻ nó quá hoành tráng các bạn, nó hoành tráng quá mất ha. Nên mình predict á là nó có một lỗi thôi. Nếu mà nó chỉ có một lỗi thì nó sẽ thuộc dạng time sharing ha. Nhưng mà nếu có từ hai lỗi trở lên thì chắc chắn nó là parallel kết hợp với time sharing ha. Đó, nếu mà từ hai lỗi trở lên thì sẽ là parallel kết hợp với time sharing. Đó, tại vì cái time sharing thì mình nghĩ là chắc chắn là luôn luôn có các bạn ha. Chắc chắn là luôn luôn có
Tại vì các bạn nhìn cái đặc tính là mình copy một lúc mình có thể copy nhiều cái, thì nếu mà nó không song song thì nó phải là xen kẽ nhau thôi, chuyện hiển nhiên mà, đúng không? Rồi nãy giờ là được mấy loại rồi? Cái này là một CPU là chắc chắn là time series nè, nếu mà hai CPU trở lên thì chắc chắn là hai cái này kết hợp nè, được chưa? Rồi theo lô hả? Không, chắc chắn là không phải theo lô nha, không phải theo lô, cũng không phải theo lô đa chương. Tại vì theo lô đa chương là nó nói tới cái tình huống là mình cứ làm tuần tự thôi, xong cái này tới cái kia, và thậm chí là không có cái sự tác động của cái người lập trình. Nhưng mà cái chuyện mà mình pause lại cái USB nè, mình pause nè, mình chạy lại nè, đó, hay là cái gì vậy đó ha, thì mình đều có thể làm được hết ha. Mình làm được rất là nhiều thứ, thậm chí là mình vừa copy ha, mình vừa copy mà mình vừa mở được các bạn ha. Đây đó, and open it ha, open it ha, đó modify gì đó ha, in the same time đó, nó làm được rất là nhiều cái thao tác, bạn thấy không ha. Copy more than one data and open đó. Rồi xài lại modify tạo file mới này kia kiểu đó ha, in the same time ha, in the same time. Ủa, at the time này viết cái gì trời, in the same time mới đúng chứ đó, ha. Thì các bạn sẽ thấy cái tính chất nó rất là đa nhiệm ha, dẫn tới là mình suy ra là cái gì, cái này là cái tính chất ha, cái tính chất này mình đưa lên trên đi. Rồi đó, thì mình sẽ suy ra được là cái thằng này không thể nào là theo lô được à, tại vì cái sự xử lý của nó rất là linh động bạn ha, theo lô hay là lô đa chương được ha, tại vì cái sự xử lý của nó rất là linh động đó. Vậy thì tiếp theo ha, cái cuối cùng là cái phân hệ thống phân phối, phân tán ha, hệ thống phân tán ha, chắc chắn 100% luôn, kết luận luôn là không phải phân tán. Tại cái hệ thống phân tán á, đặc tính nó là nó phải có từ hai cái thiết bị trở lên, hai cái thiết bị rời trở lên và giao tiếp được với nhau thì nguyên cái hệ thống kết hợp lại cùng một cái mục tiêu chung á ha, hai cái rời nhưng mà cùng cái mục tiêu chung á thì mình mới gọi nó là cái hệ thống phân tán thôi. Thì cái hệ thống phân tán mà lấy ví dụ cho các bạn luôn, đó là cái phân tán thì là ví dụ như cái máy air conditioner ha. Ok các bạn ha, air conditioner là cái phân tán. Vì sao? Vì nó có một cái remote đó, cái bấm remote đó là cũng là một cái bo nhúng các bạn, hoàn toàn độc lập và đầy đủ memory RAM ROM để mà chạy ha. Và cái hệ thống chính của nó là cái phần cục lạnh ha, để nó điều khiển chạy, điều khiển rồi phát hơi lạnh rồi nhận tín hiệu này kia đó, xử lý tất cả mọi thứ ha, đặt cả miếng như môi trường để mà điều chỉnh cho nó hợp lý ha. Đó thì cái loại phân tán là đây. Còn cái thằng USB là chắc chắn không phải phân tán, là nó có một cục một mình đó, lấy đâu ra phân tán đó. Ok, thì đó là một cái quá trình mình phân tích ha, để mình xếp loại một cái gì đó vào trong những cái nội dung mà mình đã học. Rồi, có ai có câu hỏi gì không? Ghê ha, sau khi học lý thuyết xong mà khi mà kêu mình ứng dụng á, thật sự nó mệt ha. Ví dụ như câu của bạn Đại coi, đây không phải là hệ thống phân tán vì các hệ thống không giao tiếp bằng. Này, đúng ha, nhưng mà cái này nhìn nó cụ thể quá ha, mình cứ kêu là nó chỉ có một cục một à, nằm tại một chỗ thôi, thì nó không phải là phân tán, nó là dạng tập trung ha, chứ khỏi cần phải nói là không cần giao tiếp bằng những cái này ha. Đó là hệ thống đa nhiệm. Ê, đa nhiệm gì, nãy giờ ông ngủ quên hả Đại? Ông này phải trừ điểm quá. Đa nhiệm gì, trong 6 loại của mình lấy đâu ra đa nhiệm? Đại, ngủ quên đó Đại. Đâu? Chết tu rồi. Không phải là hệ thống song song vì USB không chứa CPU. Trời ơi,
đã kêu nó là hệ thống giống luôn, không chứ hệ thống sao nó chạy, sao nó tương tác, sao nó giao tiếp được với những thằng khác. Cái USB mà nó có cả phần mềm lẫn phần cứng nha ông nội. Cái phần cứng của nó là một cái bản chất của một cái hệ thống giống luôn á, nó có CPU, nó có memory, nó có RAM này kia đầy đủ nha. Nó gì gửi à, thằng Toàn mà gửi cho mình cái link cái cấu trúc phần mềm của CPU USB đó thầy, xuống à. Xíu thầy. Có CPU, có đồ luôn đó thầy. À. À ý là share cho bạn kia coi hả? Dạ. À, đây nè nha, đó bạn mình bạn Toàn bán xe cho đó. Trời ơi mấy ông chán mấy ông quá. Hệ thống nhúng của CPU rồi sau đó có chạy cái phần mềm cho đó được không, sao nó lót từng cái đoạn sụt phần mềm cho nó để nó xử lý không, nó không có cái con xử lý. Cái con CPU là cái con mà nó sẽ nhận cái lệnh nè, từ memory nè, à từ đây nè, nó vô để xử lý. Còn cái phần memory RAM này là để chứa data. Chết rồi, thôi mấy ông học lại chút giùm thầy môn hệ thống nhúng kỹ chút nha, bậy quá, lag hơi bị nhiều tí luôn rồi đó nhà đại, lag hơi bị nhiều tí luôn rồi đó. Ok, cảm ơn nha Toàn, cái link này rất có ý nghĩa luôn để cho cái bài tập này ha, rất có ý nghĩa luôn. Ok, cộng cho bạn Toàn 2 điểm ha, vì đã support thầy trong quá trình giải thích cái phần USB ha. Đó. Ok, Toàn nhớ tự nhập điểm nha, vô trang đó mở cái form rồi chọn cái phần trả lời để lấy 2 điểm và nhập cái nội dung là support teacher, support I remember the link to understand more about the USB structure ha, USB architecture. Đó. Ha. Nói chung miễn cái sự giúp đỡ là sẽ là những cái sự cảm ơn ngược lại các bạn ha. Úi, CPU nè, úi. Vậy là nó chắc nó có một lỗi CPU thôi quá. Nè. Úi. Một lỗi nè. CPU. Thằng này chắc một lỗi quá, thầy nghĩ chắc một lỗi à. Ha, thì thằng này không nếu mà nó một lỗi thì nó không phải song song ha, mà nó sẽ là time sharing. Trời má ơi, các bạn thấy cái cấu trúc nó kinh khủng không? Ha, thằng này đúng bản chất là một cái hệ thống nhúng luôn bạn. Ui cái hình này hay quá. Để cho các bạn share lại, copy lại để cho lớp các lớp học có một cái nhìn good hơn về USB ha. Rồi tuyệt vời nha, cảm ơn tuyệt vời nha. Đó. Rồi ok, rồi cảm ơn Toàn rồi nha các bạn nha. Thì cố gắng là mình học thì mình phải phân tích, chứ còn học mà không phân tích thì chết tôi rồi nha. Rồi thì những bạn nào mà có comment, có trả lời á, thì các bạn phân tích ngắn gọn lại, các bạn post lên trên cái bài mà trả lời á, ha, có trả lời vô cái form active learning thầy nói rồi á, ha. Đó, mình vô đó xong rồi mình điền giùm thầy cái form, rồi các bạn ghi vắn tắt lại cái câu trả lời mà mình sau khi thầy giảng á, thì các bạn hãy ghi vắn tắt lại theo cái cách hiểu mình cho nó good ha. Nãy như thầy nói rồi đó, thì mình ghi lại xong rồi mình post lên đó để mình lấy 2 điểm ha. Đó, mỗi buổi thì mình cứ lấy một ít vậy đó, thì mình sẽ lấy được full cái điểm active learning của mình nha. Rồi tới hôm nay thì các bạn có câu hỏi gì nữa hay không? Hôm nay chắc mình kết thúc ở đây đi các bạn. Phần này thì các bạn có thời gian các bạn về đọc trước thầy, sau rồi hôm sau thì thầy giảng tiếp cho các bạn ha. Nhưng mà hôm sau chắc thầy sẽ hạn chế cái explaining lại một chút để mình tăng cái tốc độ của bạn. Chứ có một chương à, mấy cái khái niệm cơ bản mà phân tích kỹ quá, ngồi giải thích kỹ quá, cuối cùng nó lâu kinh khủng luôn. Hôm sau thầy sẽ nói ít lại, các bạn về tự ngâm cứu để tự ngộ ra ha, thêm ha. Nhưng còn giảng kỹ quá nó không đủ thời gian. Rồi, có ai có câu hỏi gì không ạ các bạn ơi? Phần đọc câu hỏi, phần đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi, trời ơi, cái form chứ ông không đi học không?
đặt câu hỏi hay là trả lời trong cái form có hết mà. Mỗi câu hỏi hay mỗi câu trả lời á, mình cứ làm cái form một lần nha. Mình cứ refresh xong rồi mình điền cái form một lần. Cứ một lần vậy là mình có một một điểm câu hỏi hoặc là 2 điểm câu trả lời. À, cứ mỗi lần như vậy. Ôi, mai nghỉ lễ các bạn ơi, mai nghỉ lễ rồi. Tại ơi nói thí dụ như cái hệ thống song song đó này, giả sử CPU có hai nhân mà nó phải thực hiện ba tác vụ thì nó ưu tiên cái tác vụ nào thầy? ưu tiên cái nào, cái đó là tùy vào cái độ, cái priority mà mình sẽ set cho cái tác vụ nào. Cái tác vụ nào mà mình nghĩ nó cần thiết á, thì mình có thể mình sẽ set cho nó. Cái đó là gì, cái giải thuật nha, cái đó là cái giải thuật của hệ điều hành. Khi mà cái hệ điều hành nó ra đời á, thì cái ông mà cái ông viết viết code hệ điều hành á, ổng sẽ ví dụ như là đơn giản thôi, mình nghĩ cái đơn giản đi, là ví dụ như nếu như mà bình thường á, mấy mấy thằng task á, nó sẽ có cái priority, thầy nghĩ thằng nào cũng có hết á, thì sau này mình học cái bài số 4 á, mình sẽ có cái set cái thuộc tính cho cái task vụ đó. Thì nếu như ba thằng á, mà task vụ nó ngang nhau á, thì nó sẽ share share 2 cái lỗi đó. Mà nếu mà tình huống là có 3 thằng mà 2 lỗi CPU, mà 3 thằng đó cái độ priority bằng nhau, thì mình cứ làm cái chuyện đơn giản là gì, mình cứ lấy một cái lỗi chạy cho thằng này, còn cái lỗi kia chạy cho 2 thằng kia. Hết thằng này chạy xong rồi thì nhảy qua phụ phụ để hỗ trợ chạy chạy mấy thằng kia, hiểu ý tưởng không? Một cái cách giải quyết đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà thằng nào mà mình thấy nó cần thiết á, mà mình cần ưu tiên nó chạy trước á, thì mình set cái priority nó cao lên một bậc, thế là nó tự được nguyên một cái lỗi nó chạy riêng luôn, còn 2 thằng kia sẽ share nhau cái lỗi còn lại. À, nhưng và mà thậm chí à, sao thôi. rõ ràng là giả sử cái hệ điều hành nó biết từ lâu rồi các ứng dụng trong tương lai thì đâu có biết nó đâu, mà cái không quan trọng đâu. Ai ai kêu ông cái hệ điều hành người ta không có viết lại hàng ngày ông, cái hệ điều hành người ta sửa chỉnh sửa hàng ngày luôn á. Update đúng này. Cái hệ điều hành người ta update hàng ngày Thiên ơi. Em mở cái Android á, cái điện thoại Android á, em vô cái mục about á. Cái mục about á, em kiếm cái kernel ha. Em kiếm mấy cái điện thoại Android của trong gia đình á, ba mẹ này kia, em mở vô about á, em kiếm giùm thầy cái phần kernel nha. Các bạn kiếm giùm thầy cái phần kernel. Cái thằng kernel đó chính là cái lỗi Linux các bạn. Cái lỗi Linux đó, cái lỗi nó nâng cấp hàng ngày ông ơi. Coi đi, nó update mỗi cái điện thoại, các bạn sẽ thấy cái version ở phía sau nó khác nhau. À, có thể là giống nhau nhưng mà nó sẽ nâng cấp. Hiện tại bây giờ nó đang là bản 3 chấm mấy rồi đó. Theo theo thì nhớ không nhầm thì là bản 3 chấm mấy á nha. À, nó nâng cấp nha. Còn cái hệ điều hành mà nó không nâng cấp là nó có nguyên cái đội ngũ kỹ sư là chuyên làm ở cái lớp layer đó nha các bạn. Đây nè. À, đối với kỹ sư nhúng á, mình làm rất là nhiều tầng nha các bạn, làm rất nhiều tầng. Đối với những cái thằng mà hệ thống lớn như vậy nè, thì có những cái kỹ sư mình chuyên mình ngồi, trời ơi, cái driver này có rất là nhiều loại driver nha. Cứ một loại driver giống như cái USB thầy nói á, có mỗi cái sụt USB thôi, nhưng mà cả team làm về cái sụt đó nha em. Cả team là những một một vài người là developer và một vài người là tester ha, làm để tối ưu cái tool USB đó, cái mỗi cái driver USB đó. Em tưởng tượng đi, mỗi cái driver nó đã có cả team người làm về như vậy ha, để nâng cấp những cái version mới mới lên. Thì em nghĩ đi, nguyên một cái hầu một cái hệ điều hành này, em nghĩ là không có người phát triển hả, rồi cứ xài lại cái cũ hả? Không có cái chuyện đó đâu nha. Cái lỗi này người ta nâng cấp lên, như hồi nãy thầy mới nói đó, mấy cái bo nhúng bây giờ thì những cái kỹ sư á, người ta sẽ càng ngày càng tối ưu nó để làm sao nó nhỏ gọn lại và nó đáp ứng cái tính chất là chạy chính xác và đúng cái thời gian. Ủi ông mà ông không 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 đọc cái post thì gửi lên cho đây rồi nè nè. Job description CD Linux operating system customization. Customization nghĩa là gì Tôi thì chỉnh sửa, đặt chỉnh sửa cá nhân hóa. đúng đúng customization tức là mình đang custom lại để mà mình đang 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 tối ưu lại cho nó tốt nhất đó, em thấy gì chưa? Trời ơi ông, tôi share lên cho mấy ông đọc, mấy ông không thèm đọc nè, share cho kỹ sư mà.
À chắc là thấy chữ take a brief look, tức là nhìn một cách tóm tắt nên nhìn sơ thôi đúng không? Trời ơi, những cái gì giá trị đã share nè. Basic English communication, very important when you apply a job in a company with a big company. If you want to get a higher salary in the future, you must improve English every day. Oh my goodness, try your best to get to earn a lot of money, but the first step that you must great in English. So today is the active learning form. This form I already guide you explain for you the way to use this form, right? I teach you the way to fill this form already. Thầy có chỉ các bạn rồi mà. Là mỗi cái này nè, ông nào đặt câu hỏi thì nhấp vô cái mục câu hỏi, xong rồi ghi cái câu hỏi mà hồi nãy em có đặt cho thầy vô, xong rồi gửi được chứ, xong rồi mình reload lại trang này cái. Mà khi mình reload á, mình điền nha, xong mình gửi nha, xong cái sau đó mình reload nha, thì nó sẽ ra lại cái form mà không có gì nữa. Mình lại tiếp tục mình điền một lần nữa cái data em đã gửi rồi á, là nó đã gửi lên thầy rồi. Xong em lại điền, xong em chọn bây giờ em có thêm một cái câu trả lời nữa thì em lại điền vô, là hôm nay em được 3 điểm ha. Nhưng mà em sẽ phải gửi hai cái form, một form là câu hỏi, một form câu trả lời. Còn mà nếu có hai câu hỏi thì mình gửi cái form này hai lần. Ui trời ơi, mấy ông không đi học xong mấy ông hỏi lại tôi tốn thời gian giải thích lắm luôn á. Rồi, kernel nâng cấp hàng ngày. Hôm nay mình có làm bài kiểm tra cuối kỳ không thầy? Chắc không nha. Tại vì mình học chưa đủ nên hôm sau thầy sẽ hạn chế nói những cái lằng quằng để mình tập trung mình giảng những cái nội dung chính thôi. Chứ chia sẻ nhiều cái quá, nó chia sẻ nhiều cái nó không liên quan tới nội dung môn học đó, nó bị out of control các bạn, khả năng kiểm soát cái thời gian cũng khá là kém các bạn ha. Rồi, ok, có ai có câu hỏi gì không? Em hỏi thế này. Rồi hỏi. Dạ, ví dụ như mình khi mình các câu hỏi nãy giờ mà các bạn thầy nói các bạn trời ơi cái gì cũng hỏi, nhưng mà thôi tất cả những cái câu đó đều lấy điểm hết nha, đều lấy điểm hết, nên có gì các bạn cứ update cái câu hỏi lên đó giùm thầy. Ha. Còn mấy cái câu kiểu như là hôm nay có cái bài kiểm tra cuối buổi không, câu trả lời là không nha. Tại vì hôm sau để mình học xong luôn cái bài 1 đây rồi mình cho cái bài kiểm tra luôn để các bạn dễ làm. Nhưng mà câu này là không có điểm nha Châu nha. Rồi. Ý em là đặt câu nào cũng được ha. Rồi. Thầy. Đó, cái câu này không có trả lời nha Đức Huy. Rồi hỏi đi. Ví dụ như là có một chương trình mà chuẩn bị vào hay ra một khỏi vùng quan trọng á, thì có cần gửi request với hệ điều hành để xin phép hay không thầy? Nói lại, mấy anh cuốn ra ngoài để nó sổ ồn quá, nói lại. Ví dụ như là mình có một chương trình mà chuẩn bị vào hay ra khỏi một vùng quan trọng á, thì có cần phải gửi request với hệ điều hành để xin phép hay không? Hay là chỉ cần đi thẳng vào bộ nhớ và chờ thực hiện thầy? Vùng quan trọng đó là vùng gì? Ví dụ như hồi nãy thầy request bay lại á, là cái chương trình đó là nó có cần phải gửi request với hệ điều hành để thông qua hay không thầy? Hay là nó đi vào bộ nhớ để chờ thực hiện luôn thầy? Request cái form á hả? Ý là mình F5 là cái bay đó thầy, cái trang thầy. Khi mình F5 cái trang thì chuyện gì xảy ra hả? Nó có liên quan gì tới hệ điều hành hay không hả? Không, ý em là có một cái chương trình mà chuẩn bị được thực hiện á, là nó cần phải yêu cầu xin phép với hệ điều hành, xin phép hệ điều hành hay không, hay là nó đi thẳng vào bộ nhớ và thực hiện luôn? À, cái này nội dung này chắc nó sẽ liên quan tới cái vấn đề là cái quá trình mà nó thực thi một cái chương trình mới đúng không? À, cái chỗ này á, thì cái này hỏi sớm quá vậy, cái này nãy giờ cũng chưa nói tới ha. Thì bình thường cái quy tắc của mình á là những cái chương trình mà các bạn cài đặt hay này kia đó ha, thì tất cả mọi thứ nó sẽ nằm trong cái bộ nhớ phụ, tức là cái ổ cứng của mình ha, cái ổ cứng mình tất cả mọi thứ nó để nằm trong bộ nhớ phụ hết nha. Đó, tất cả những thằng này là chưa phải là tiến trình nha các bạn, nó vẫn đang là chương trình thôi, nằm tại đây. Rồi, thì khi mà cái quy trình mà cái chương trình nó chạy á, thì cái bước đầu tiên
ha. Cái bước đầu tiên là khi các bạn nhấp double click cho thì nó sẽ tiến hành load cái phần tài nguyên, cái phần source code, cái chương trình của thằng này vào trong RAM ha. Vào trong RAM và bắt đầu nó xem xét là cái thằng này nè nó cần những cái gì. Thứ nhất là phải cần RAM là để chứa nè, thứ hai là cái chương trình này cần chứa những cái gì thì nó sẽ load nó đưa vô. Thứ ba là bắt đầu nó đợi khi nào CPU rảnh á thì CPU nó sẽ, và cái thằng này bắt đầu nó được ưu tiên rồi, nó song song với tụi kia, mà những mở những cái này là tương đương priority tương đương. Thế là thằng này sẽ bắt đầu nó sẽ được cấp CPU và bắt đầu nó nhảy vô trong cái, nó chuyển sang trạng thái running và bắt đầu nó chạy xen kẽ với những thằng khác, và lần lượt cái từng cái chỉ thị lệnh của nó sẽ được load vào CPU để được thực thi ha. Thì cái quy trình của nó là một cái chương trình lưu trong một ổ cứng nè, là chưa thực thi nè, chương trình. Sau đó nó tiếp theo thì khi mà mình nhấp double click á, mình gọi nó thì nó sẽ được đưa vào trong vùng nhớ RAM nè. Đó, và nó được cấp những cái tài nguyên cần thiết nè ha. Ít nhất là cái tài nguyên đầu tiên đó là cái vùng nhớ RAM ha. Hoặc là ví dụ mình viết cái code Python mà dùng webcam á, là cái tài nguyên đó là phải là chuẩn bị cái webcam cho cái chương trình đó, được chưa? Và sau đó nó sẽ nằm đó và nó đợi CPU nó quét những cái chương trình khác ha. Tốc độ CPU nó nhanh lắm các bạn. Thì ví dụ như nó cùng đang mình đang coi video luôn thì nó sẽ dừng cái video khoảng một vài cái xung nghiệp gì đó và nó bắt đầu nó chạy qua cái chương trình của mình ha, và bắt đầu là chương trình mình chui vô và chạy chung với cái việc video luôn, là hai ba cái ngàn cái gì đó chạy chung cùng lúc trong cái hệ điều hành của mình luôn. Ok, hình dung được không nha, là bắt đầu nó CPU nhau rồi bắt đầu nó chạy chung với nhau. Ok không cháu? Ừ. Dạ thầy ơi, nếu như cái tiến trình đó mà cái tiến trình đó mà nó chưa đáp ứng được về tài nguyên, chưa sẵn sàng này thì ừ. Nó được xử lý như thế nào? Nếu mà nó yêu cầu cái gì đó, ví dụ như là cái code Python của mình đi, mà nó yêu cầu cái camera mà không có thì nó báo luôn cái hệ điều hành, nó xử lý luôn, nó báo cái trong cái code đó, nó chạy tới cái đoạn mà đòi cái camera, đòi mở camera thì không được á, thì nó request, thì hồi nãy thầy nói rồi, cái ứng dụng nó sẽ request system call đó, dùng cái webcam, chạy tới cái webcam cái thì nó copy vô RAM nó chạy ha, thì nó tới cái khúc đó. Tại vì cái tài nguyên á, không phải là có những cái tài nguyên á là yêu cầu ngay từ lúc đầu khi mà nó mới đưa vào RAM ha. Nhưng mà tới có những lúc á là có một cái số cái loại tài nguyên á, khi nó chạy á thì nó mới request tới cái tài nguyên đó ha. Thì ví dụ như đối với cái thằng Python á thì ban đầu là nó được cấp cái tài nguyên là RAM thì nó đưa vô RAM nè, nhưng mà khi nó chạy tới cái dòng lệnh là nó yêu cầu là cái mở cái webcam đi, thì cái nó lại gửi cái đoạn cái lệnh đó, nó sẽ gửi cái lệnh xuống cho cái OS. Cái OS nó nhận cái lệnh đó và nó đi kiếm xuống phần cứng, mà lỡ như cái phần cứng nó không có ngay lúc đó ha, mà cái chương trình của mình nó không có xử lý cái tình huống đó, thì cái hệ thống cái OS của mình đó, nó sẽ dừng cái chương trình mình lại và nó báo cho nó sẽ báo lên cho mình biết, cho người dùng biết là gì, là nó dừng luôn các bạn. Cái trong tình huống đó, nếu mà mình không có xử lý những cái tình huống gọi là xử lý ngoại lệ ha, thì nó sẽ dừng luôn cái chương trình của mình lại và nó thông báo cho cái người chạy cái đoạn chương trình đó là gì, chạy cho cái user là gì, chương trình của em bị của bạn bị dừng vì lý do là cái camera đó nó chưa sẵn sàng, hoặc là nó đang bị thằng khác chiếm, hoặc là nó không có tồn tại, mình dẫn tới cái tài nguyên nó không tồn tại chẳng hạn ha. Đó thì những cái lý do đó nó dừng luôn, bình thường ha. Có những tình huống thì nó sẽ đợi nha, những tình huống nó sẽ đợi đó, nó đợi để nó sẽ request ha, nó treo nó đợi ha. Có một số cái source code mà em viết cái dạng mà F5 đó, cái tình huống mà reload cái trang web hay này kia đó ha, nếu như mà chưa có data gì đó thì nó sẽ rơi vào trạng thái là nó waiting ha, nó đợi cái data gửi từ web về ha, và khi đó cái CPU nó sẽ đi làm cái việc khác đó. Còn cái thằng đó cứ đứng nó đợi waiting thôi ha. Đó. Thì cái ý tưởng nó sẽ là như vậy. Ok cháu. Dạ ok rồi. Một thì tóm lại là một á, là nó có thể nó sẽ bị dừng luôn. Hai là có thể là nó sẽ đứng đợi cái tài nguyên đó ha, thì nó cũng sẽ rơi vào cái trạng thái suspend nha. Khi mà nó đã đứng đợi rồi á, là gần như là nó sẽ bị rơi vào trạng thái suspend. Và nó cái hệ điều hành nó ưu tiên nó chạy những cái thằng khác để nó gọi là nó tận dụng tối đa cái tài nguyên CPU mà ha. Cái trạng thái suspend đó người ta gọi là sleep á. Khi nào mà tới cái đoạn mà viết code á thì mình có thể là mô phỏng được cái tình huống đó ha, mình sẽ có thể mô phỏng được tình huống đó. Khi mà nó yêu cầu không được á, thì mình sẽ cho nó mình code cái mình quản lý cái tình huống đó, mình sẽ cho nó vào cái trạng thái ngủ ha, mình code luôn nha, mình sẽ code cái
cái tính chất hardware đó, cái tính chất hệ điều hành đó, mình sẽ cho nó đi ngủ. Rồi tới khi nào mà có thì nó sẽ gửi một cái tín hiệu lại để nó đánh thức mình dậy để mình xài. À, cái đó mình sẽ dùng một cái kiến thức về gọi là semaphore hoặc là mutex. Đó, thì mình sẽ chỉnh sửa cái hệ điều hành của mình để mình xử lý cái tình huống đó ha. Người ta gọi là critical session đó, có những cái vùng mà tài nguyên xài chung hay là gì đó thì mình sẽ khống chế được cái tình huống đó. Còn ông thích thì mình suspend luôn. Ông request đúng không? Tôi không có đúng không? Tôi dừng ông luôn. Ví dụ vậy. Thì cái đó là cái cách mà hệ hoạch nó vận hành thôi. À, thầy cho em hỏi là em đang sử dụng Windows mà bây giờ em muốn bỏ để sử dụng Linux để đáp ứng nhu cầu của em thì có được không ạ? Ủa được cái gì đâu cũng được. Câu hỏi gì vui vậy Minh? Bình thường nha. Thật ra cái Linux nó chạy còn tối ưu nhanh hơn cái Windows rất là nhiều luôn. À, ông nào mà xiên xiên á thì cài mà hai Win á, đừng có bỏ Windows, cài hai Win cho ổ cứng á, thì mình tạo ra thêm một cái phân vùng ha, thì mình cài thêm cái Linux, cái Ubuntu ha. Nhưng mà chú ý nha mình, chú ý một điều là cái gì ta? Khi mà cài song song cái hệ điều hành Linux vô trên cái ổ cứng của mình luôn á, cẩn thận là cái data của mình nha. Tại vì lúc mà cài cái Linux á, nó hay request là bạn có muốn xóa toàn bộ cái dữ liệu trong ổ cứng hay không. Cái mình rất là nhiều bạn luôn, rất là nhiều bạn hay bị luôn. Nếu mà ông nào mà đang có dự định là cài song song Linux á, thì cẩn thận là phải đảm bảo là những cái tài liệu quan trọng á, là mình đã được upload hay là mình đã làm gì đó rồi ha, cẩn thận ha. Đó thì sau đó mình nên cài ha. Thực ra là lại nó ít game lắm, nhưng mà nó hỗ trợ chạy phần mềm nhanh lắm các bạn ơi, nó ngốn ít tài nguyên lắm, nó ngốn ít tài nguyên CPU RAM này lắm, chạy khá là good luôn. Hôm nay mình học tới mấy giờ, nếu mà gọi là đúng đúng nghĩa học tới mấy giờ thì mình bỏ một tiết giữa chừng, mình sẽ học theo cái giờ lên lớp, thì nếu mà gọi là đúng á thì mình sẽ học tới 8:40 8:40 gọi là bây giờ nè. Đó ha. Rồi, tại vì có một số bạn hỏi với thật ra nãy giờ thầy cũng muốn nghỉ rồi đó. Mấy em mua năm ngoái thầy mà. Cái gì? Mấy em mua năm ngoái mà dọc để cài Linux mà không biết sao nó cài không được thầy. Nó cứ báo cái phần bộ ổ đĩa không tương thích cái gì thầy. Ủa vậy hả? Kiểu như nó phải chuyển qua chuyển lại, cái chung không biết chị làm cài cái gì luôn thầy. Dọc từ hồi chắc cũng dọc cả mấy tháng không biết cài thế nào. À, thầy máy ảo cũng được bạn. Không, máy ảo chạy chán lắm, tại vì máy ảo thực ra mình chỉ để chạy mấy cái gì để mà mình học thôi, chứ thực ra cái máy ảo á thì nó vẫn phải chạy cái máy thật, xong rồi lại chạy máy ảo lên nữa, nên nó khá là nặng nề. Thực ra nếu mà cài được song song Win thì hay hơn. Đúng thì những cái hệ điều hành mới sau này á, nó sẽ cần nhiều khi mà phải vô BIOS để mình setup một số cái gì đó nó mới cho phép mình cài á, hết trực, nhiều khi là vậy ha. Ok, nói chung là rất là hay ha, những cái câu hỏi này rất là hay, cũng nên hỏi, tại vì mấy cái giống như là mấy cái laptop mới sau này á, mình cài lại WinXP á là không được nha. Đó, nó có nhờ một số cái như vậy đó, thì nó không còn tương thích nữa. Còn cái bên Linux thì mình nghĩ là vẫn cho chứ, tại Linux thực ra nó sao nó cấm được, cái Linux là cái rất là cần thiết mà. Nó được thầy, nhưng mà lúc mà tớ vô bắt đầu lúc tớ cài đặt mà tớ cái bị cái phần vùng ổ đĩa thầy, nó kêu nó báo không hiển thị phần vùng cái gì như thầy. Ok, mình cái đó mình chia phần vùng rồi mà nó sẽ chỉnh gì lúc cùng nữa, nó không có. À ok, cái đó phải tìm hiểu thôi, cái đó về tính chất về máy tính thôi. Nếu mà không đảm bảo là mình không sợ về mất gì mát dữ liệu trong máy tính á, thì mình cứ kiếm cái này cái kia, mình cứ cài thử, mình cứ phá thử thôi. Phá sợ nó cháy, nó không cứ là toàn thôi. Nó không có hay, nó không có cháy, nó không có hư gì đâu. Nó chỉ mất dữ liệu thôi, không bao giờ nó làm hư được. Không bao giờ làm hư được, nó chỉ làm mất dữ liệu thôi. Ok, rồi, dual boot đúng rồi. Đó là dual boot đúng rồi đó. À, có một cách á, nếu mà em muốn trải nghiệm á, mà không cần xài tới giao diện á, thì mình cài cái, bạn Kim mà góp ý đúng rồi nè. Máy thì à cái máy bàn nhưng mà cái máy laptop à, có cài em nghiên cứu cái nếu mà em muốn trải nghiệm xài Ubuntu xài Linux mà không có giao diện á, nó vậy nó mới pro nha, thì em cài cái gói mà external của Win 10 á, nó hỗ trợ cho mình cài một cái gói
bên 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 Ubuntu nha, biết không? Dạ không. em lên nghiên cứu đi nha. Có Windows Store. Vô trong Store, em vô trong Store ha, em vô trong Store đây nè, bạn khi bạn xe nè. Đó. Trời ơi, cái này tuyệt vời luôn, cực nhẹ, cài cái thằng Ubuntu này vô Win 10 trải nghiệm ha, tàn dùng dòng lạnh thôi, tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn ha. Đó, cực kỳ tốt. Ủa cái gì vậy? Nó bro quá vậy. Đây nè. Cái gì bro? Ủa mấy cái chơi này là cái gì vậy? Nó hướng dẫn cái quá gì vậy? Enable feature tùm lum vậy. Thì nhớ nó không phức tạp như vậy đâu. Thì có cài rồi. Không phức đây nè. Đó. Quá trời cái version có thể cài luôn. À. Đó. Không, thầy chưa có mò tới cái mức là có cái bản có giao diện hay không. Nhưng mà cái bản không có giao diện là ok. Nha, trời ơi. Cái này trải nghiệm đi các bạn. Cứ sự tốn của Ubuntu luôn. Có chứ. Ê, dân máy tính là lời khuyên chân thành luôn á, các bạn nên đầu tư thời gian để mà mình rành các cái lệnh mà gõ về bên bên Linux đi nha, rất cần thiết luôn á, sau này nó tốt tốt cho các bạn lắm. Ok, cảm ơn Kim, nhưng mà thầy nhớ là lúc cài đặt á không có cần phải nhiều cái guideline như thế này đâu, thầy nhớ là lúc đó mình chỉ vô chuột phải vô trong system management á, cái phần cấu hình đó mình allow cái tính năng cài đặt cái gì đó, xong bắt đầu là mình cài bình thường à. Này nó hướng dẫn quá trời luôn nè. Đó, thì có thể mình tìm thêm những cái link khác. Sắp tới thì tại Win 11 sắp tới cái bản cập nhật hệ thống của nó yêu cầu an ninh quá trời, chịu khó chịu dữ dằn. Thế nó mới chỉnh sửa vậy thôi. Vậy hả? Vậy là cái Win 10 sau này update lên với lại cái Win 11 là bắt đầu nó require những cái này vậy hả? Là phải có chỉnh sửa các kiểu gì hả? Tại hồi trước thì cài nó cũng lâu rồi nên không có biết là nó phải yêu cầu nhiều thứ như vậy. Sao phone em lúc ra cắm. Ok, thôi tóm lại là hôm nay mình kết thúc buổi học này ở đây nha. Bạn Kim mà có chia sẻ nè, tốt, nói chung là có những cái kiến thức chia sẻ rất là tốt ha, cộng cho 2 điểm luôn về cái sự support thầy ha, support các bạn. Rồi nãy giờ các bạn nào mà có đặt câu hỏi á thì là 1 điểm nha, những cái câu hỏi các bạn. À, nhớ ghi cái nội dung câu hỏi giùm thầy nha. Điều ở bút Windows với Linux nha Trình, cái câu này cũng đúng, cái thằng này khái niệm này cũng đúng, thôi cộng dòng 1 điểm nha Thức, chọn cái mục bên câu hỏi nha, điền cái này vô để lấy một điểm. Này là gì không biết rồi, nó mấy ông mà ít game lắm là đúng là phải trừ điểm mới được. Rồi thôi các bạn, hôm nay chắc mình kết thúc cái ok, cảm ơn Kim. Thì đúng rồi, thì cái này là những hướng dẫn, nhưng mà thì hồi xưa cái Win 10 của thầy nó không có yêu cầu nhiều như vậy, có thể là mấy cái version, mấy cái bản update sau này của Win 10 bắt đầu nó require nhiều thứ hơn. Ok rồi thôi, hôm nay mình kết thúc buổi học này ở đây nha các bạn, hôm sau mình sẽ học xong phần còn lại rồi mình làm kiểm tra luôn nha, hôm sau mà thầy sẽ giảng ít lại và đi nhanh hơn, thì khi đó các bạn sẽ nhiều khi các bạn sẽ hiểu nó không có tường tận hơn, thì các bạn cố gắng coi lại lúc ở nhà để cho kịp cái chương trình học. Ok rồi thôi, chào mọi người nha. Nói chung hôm nay mọi người tương tác cũng tốt á. Hôm sau cố gắng nha các bạn. Rồi chào các bạn. À, bạn nào có câu hỏi thì ở lại nha. Bạn nào có câu hỏi thì ở lại. Còn những bạn khác không có câu hỏi nữa thì mình có thể chào nhau tiếng xong rồi mình out nha. Rồi thôi, dạ, chào các bạn. Chào thầy. Rồi. Dạ em chào thầy. Rồi ok. Rồi bạn Huy có câu hỏi. À bye bye. Sao dạ. Phone em lúc cắm vào lại thì laptop không nhận được tín hiệu. Lúc rút ra cắm lại, bữa em update lại driver rồi mà vẫn không được. Cái phone hả? Cái phone này thì tức là ban đầu là dạ lúc mà khởi động máy tính mà em cắm cái phone á thì lúc đó cái laptop em nó nhận được, nhưng mà lúc laptop nó bật lên rồi đó, em rút ra em cắm lại thì laptop nó không có nhận được cái phone đó thầy. Cái phone là cái điện thoại hay là cái mic? Cái mic đó thầy, cái tai nghe. À cái tai nghe á hả? Cái tai nghe ban đầu cắm nó nhận, xong rồi lúc sau cắm lại nó không nhận. Tai nghe cắm nó không nhận. Nó cũng bị ở em có coi trong cái device manager của nó chưa? Lúc mà không biết cắm gắn thì nó có báo cái gì lên đây không? Để thầy coi, thì thầy rút cắm cái bên thầy coi. Cái tai nghe đúng không? Dạ. Sao
Monitor. Rút ra thử coi. Ồ, không có hiện tượng gì hết, tức là không xài được luôn hả? Không xài được luôn hả hay sao? Dạ nó không nghe, nó không cái tai nghe nó không có tín hiệu nữa. À là không nghe được trong mic không, tức là dạ, mở đúng. Nhạc này kia kiểu gì đó là không được hết luôn. Dạ, dạ, cái gì cũng sẽ, không được luôn. Dạ nó sẽ qua loa laptop nó không. À nó ra cái loa laptop. Rút ra cắm lại thì nó sẽ qua cái loa laptop hết. Ủa kỳ ta, cái phần cái jack á, cái phần cái jack này thật ra nó không có liên quan. Ở trong sao thôi. Cái chỗ loa kia kìa, nếu mà cắm vào nó hiện là nó có, mà nếu mà thay vào cái là sao á. Ừ, biết cái em nói rồi, nhưng mà rồi mình set cái default set default cho nó. Default sao? Như là cái là có cái tích V ở trên là set cái default á. Cái giống như cái microphone có hai cái, cái speaker cũng có hai cái. Ví dụ này đúng không? Ví dụ dạ, cái playback này không? Không, nhưng mà không phải đâu, không phải đâu. Biết. Nhưng mà cái bo laptop của mình á, nó có một cái đặc điểm như thế này là cái tai nghe của mình á, cái dây cái lỗ cắm cái chỗ cái tai nghe của mình vô cái bo á, là nó cùng cái máy tính của mình á, cái máy tính của thầy nha. Còn cái máy tính bạn mới sau này thầy chưa có biết, nhưng máy tính của thầy á, đặc biệt á, là khi mà mình cắm cái tai nghe, dây tai nghe vô á, là nó tự disable cái âm thanh ở bên cái bo laptop của thầy liền ha, nó disable liền đó. Tức là một thời điểm chỉ có thể xài được cái dây tai nghe hoặc là cái âm thanh cái trên cái bo thầy thôi, nó tự ngắt ha. Còn cái này thầy có hai cái sự lựa chọn á, chẳng qua là tại vì cái này là thầy gắn thêm cái HDMI ra cái màn hình cái LCD á, thì nó mới lên hai cái thôi nha. Chứ còn mà nếu mình cắm vào là nó hiện ở đấy, thì nếu mà nó chưa được set default thì nó chọn cái đấy làm cái phần tai nghe. Ok, thì cũng em mấy cái máy mới nó như vậy. Cái gì bạn hỏi gì, bạn Huy hả? Dạ dạ. Ừ, em xem màn hình cho thầy coi thử coi. Bạn gì mới chỉ thầy vậy? Mới có biết à? Dạ Sơn. Ừ Sơn. Rồi, ok, để coi bạn Sơn coi support thầy coi chỗ cái này coi nó sao. Xem màn hình đi Huy. Nhìn thử ra trong máy của bạn Huy coi nó sao. Biết xem màn hình không? Huy ơi. À ok. Dạ thấy chưa thầy? Rồi. Em rút ra thử rồi, cái nó bị chuyển qua laptop, nó nếu nó có bị giọng thì như em nha. Không giọng gì hết. Mọi thứ ok. Rồi, bây giờ em share full màn hình á, em đừng có share một cái, em share full màn hình mới thấy được. Em share toàn bộ màn hình á, có cái gì đặc biệt thì nhớ tắt đi nha, xong rồi share. Dạ, thấy chưa thầy? Rồi, ok. À, DFX gì nữa, mấy cái DFX này nó có nhiều thứ, em cài cái gói để khuếch đại âm thanh hay gì hả?